Sách xuất Ai tô ký chương 1. Đây là tên các con trai của Israel. Mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Jacob đến xứ Ai Cập. Ruben, Simeon, Levi và Juda. Isaka, Sabulon và Benjamin. Dan, Naphtali, gác và Asher. Hết thảy những người bởi Jacob sinh ra được 70 người. Joseph đã ở tại xứ Egypto. Và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh. Cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bây giờ tại nước Egypto có một vua mới lên ngôi chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng Này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kéo họ thêm nhiều lên. Một mai, nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng. Vậy, người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành phi thom và ram xe, dùng làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng ấy Người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng. Vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên Sipra và một người tên phu a mà rằng khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Heberer, hệ thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Egypto phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Egypto bèn đòi những bà mụ mà phán rằng, sao các ngươi làm như vậy để cho những con trai sống? Các bà mụ tâu rằng, ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Egypto, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sinh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng, phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liệng xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Chương 2 Và có một người trong họ Lê Vi đi cưới con gái Lê Vi làm vợ. Nàng thọ thai và sinh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong ba tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương mây, chét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó, đặng cho biết nó sẽ ra sao. Và bây giờ, con gái Pharaon xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đang khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con của người Heberer người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà heberer đặng cho đứa trẻ bú chứ. công chúa đáp rằng hãy đi đi người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ công chúa nói rằng hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta ta sẽ trả tiền công cho người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú khi lớn khôn rồi người bèn dẫn nó vào cho công chúa Nàng nhận làm con và đặt tên là Moshe vì nàng nói rằng ta đã vớt nó khỏi nước. Và đang lúc đó, Moshe đã lớn khôn rồi, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ. Cũng thấy một người Ai Cập đánh một người Hebrew trong vòng anh em mình. Ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn giết người Ai đem vùi trong cát. Qua ngày sau, Moshe đi ra nữa thấy hai người Hebrew đánh lộn, bèn nói cùng người có lỗi rằng, sao ngươi đánh người đồng loại mình? Nhưng người đó đáp rằng, ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Egypto kia chăng? Môi-se sợ nói rằng, chắc thật, việc này phải lậu rồi. Pharaon hay việc đó thì tìm giết Môi-se, nhưng người trốn đi khỏi mặt Pharaon, dừng chân tại xứ Madian, và ngồi gần bên một cái giếng. Và thầy tế lễ xứ an có bảy con gái. Các nàng đó đến giếng xách nước đổ đầy máng đặng cho bầy chiên cha mình uống. Nhưng các kẻ chăn chiên đến đuổi đi. Mô-xe bèn đứng dậy binh vực các nàng đó và cho những bầy chiên uống nước. Khi mấy nàng trở về nhà re-u-en cha mình thì người hỏi rằng Sao bữa nay các con về sớm vậy? Thưa rằng, một người Ai Cập cứu chúng tôi ra khỏi tay bọn chăn chiên và cũng có sách nước nhiều quá cho bày chiên uống nữa. Cha lại hỏi rằng, người đó bây giờ ở đâu? Sao các con bỏ người đi? Hãy mời đến đặng ăn bánh. Môi-se ưng ở cùng người này, người bèn gả Sephora, con gái mình cho Môi-se. Nàng sinh một con trai, Môi-se đặt tên là Gẹt Sôn vì nói rằng tôi kiều ngụ nơi ngoại bang. Sau cách lâu, vua xứ Ai Cập băng, dân Israel than thở kêu vang vì phải phục dịch khổ sở. Tiếng kêu vang lên thấu Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình đã kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đói lại dân Israel, nhận biết cảnh ngộ của chúng. Chương 3 Và Môi-se chăn bầy chiên cho Yitro, ông gia mình là thầy tế lễ tại xứ Madian dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Horeb. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy nhưng không hề tàn. mô xe bèn nói rằng ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào. Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, đức chúa trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng hỡi mô xe hỡi mô xe người thưa rằng có tôi đây đức chúa trời phán rằng chớ lại gần chốn này hãy cổi dài ngươi ra vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh rồi ngài lại nói ta là đức chúa trời của tổ phụ ngươi đức chúa trời của abraham đức chúa trời của isaac và đức chúa trời của jacob mô xe liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán rằng, Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Cập dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan dân Hê-tít, dân Amorit, dân Phereshit, dân Hevit và dân Jebusit ở. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Egypto hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaon để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Egypto. Mô-xe bèn thưa rằng, tôi là ai, dám đi đến Pharaon đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng Ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ai Cập rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Môi xe thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Này, tôi sẽ đi đến dân Israel nói cùng họ rằng. Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên ngài là chi thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: "Ta là Đấng tự hiểu hằng hiểu." Rồi ngài lại rằng: "Hãy nói cho dân Israel như vậy: Đấng tự hiểu đã sai ta đến cùng các ngươi." Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: "Ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, đức Chúa trời của Abraham, đức Chúa trời của Isaac, đức Chúa trời của Jacob, sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta. Ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Hãy đi hội hiệp các trưởng lão Israel mà nói cùng họ rằng: -hô Va, đức Chúa trời của tổ phụ các ngươi, đức Chúa trời của Abraham, đức Chúa trời của Isaac, đức Chúa trời của Jacob đã hiện ra cùng ta mà phán rằng: thật vậy. Ta đã thăm viếng các ngươi, thấy điều họ đãi các ngươi tại xứ Ai Cập, nên Ta đã phán rằng Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ai Cập, đặng đem lên xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân phê dân hê vít và dân bu tức là một xứ đượm sữa và mật. Dân sự sẽ vâng theo lời ngươi. Vậy, ngươi và các trưởng lão Israel hãy đi ý kiến vua xứ Ai Cập mà tâu rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã hiện ra cùng chúng tôi. Vậy bây giờ, xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng cách chừng ba ngày đường, đặng dân của lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Và ta biết rằng, dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ai Cập thì ngươi cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi nhưng ta sẽ dơ tay ra hành xứ Ai Cập bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó. Sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi. Ta sẽ làm cho dân này được ơn trước mắt người Ai Cập. Vậy khi nào các ngươi ra đi thì sẽ chẳng đi ra tay không, nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin người nữ lân cận cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng bằng bạc và quần áo mặc lấy cho con trai con gái mình các ngươi sẽ lột trần dân Egypto là như vậy. Chương 4 mô xe thưa rằng, Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng, Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Đức Giê-hô-va phán rằng, Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng, một cây gậy. Phán rằng, hãy ném xuống đất đi. Người bằng ném xuống đất gậy hóa ra một con rắn mô xe chạy trốn nó. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng mô xe rằng, hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm, thì nó hồn lại cây gậy trong tay. Đức Giê-hô-va phán rằng, ấy để cho chúng nó tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Tổ Phụ mình là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của gia Gia-cốp đã hiện ra cùng ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán rằng, hãy đặt tay ngươi vào lòng người liền đặt vào rồi lấy ra này tay người nổi phun trắng như tuyết đoạn ngài phán rằng hãy đặt tay ngươi vào lòng lại người bèn đặt vào rồi lấy ra kìa tay trở lại như thịt mình lại phán nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ nhì vả lại nếu dân chẳng tin cả hai dấu này và không vâng theo lời ngươi thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập trên mặt đất. Nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó sẽ thành máu trên mặt đất vậy. mô xe thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ôi lại Chúa, từ hôm qua hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng, Ai tạo miệng loài người ra? Hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi. Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Môi xe thưa rằng, Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai. Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi xe mà phán rằng, Có phải A-rôn, người Lê-vi là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đang đi đến đón ngươi kia. Khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng. Vậy, ngươi hãy nói cùng người và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi dạy các ngươi những điều gì phải làm. Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho người vậy. Ngươi hãy cầm lấy gậy này nơi tay, để dùng làm các dấu lạ. Mô-xe bèn đi, trở về Giê-trô, ông gia mình mà thưa rằng, Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Egypto, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Mô-xe rằng, Con hãy đi bình yên. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Mô-xe tại Madian rằng, Hãy trở về xứ Egypto, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Môi xe bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Cập. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng, Khi trở về xứ Cập, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pharaon. Nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng, chẳng cho dân sự đi. Vậy, ngươi phải tâu cùng Pharaon rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy. Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng, hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi là con trưởng nam của ngươi. Và đang khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt môi xe nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Sephora lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân môi xe mà nói rằng, thật chàng là huyết lan cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng. Nàng bèn nói rằng huyết lan là vì cớ phép cắt bì. Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng hãy đi đến đồng vắng đón rước môi xe. A-rôn bèn đi gặp môi xe tại núi của Đức Chúa Trời và hôn người. Môi xe thuộc lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va sai mình truyền và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm. Vậy Moshe đi cùng Aaron, nhóm lại các trưởng lão dân Israel. Aaron bèn thuộc hết các lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Moshe và làm những dấu lạ trước mặt dân sự. Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel và thấy điều cực khổ của mình. Chúng bèn cúi đầu và thờ lại. Chương 5 Kế sau, Moshe và Aaron đến tâu cùng Pharaoh rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của dân Israel có phán như vậy. Hãy cho dân ta đi, đặng nói giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. Nhưng Pharaon đáp rằng, Jehovah là ai mà trẫm phải vâng lời người để cho dân Israel đi? Trẫm chẳng biết Jehovah nào hết, cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Mô-xe và A-rôn tâu rằng, Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã đến cùng chúng tôi, xin hãy cho phép chúng tôi đi vào nơi đồng vắng cách chừng ba ngày đường đặng dân tế lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi kẻo ngài khiến bệnh dịch hay việc gươm dao hành chúng tôi chăng vua xứ Ai Cập phán rằng hỏi Môse và Aaron sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy hãy đi làm công việc mình đi Pharaon lại phán rằng kìa dân sự trong xứ bây giờ đông đúc quá hai ngươi làm cho chúng nó phải nghỉ việc ư ừ trong ngày đó, Pharaon truyền lệnh cho các đốc dịch và phái viên rằng các ngươi đừng phát rơm cho dân sự làm gạch như lúc trước nữa. Chúng nó phải tự đi kiếm góp lấy. Nhưng các ngươi hãy hạn số gạch y như cũ, chớ trừ bớt chi cả, vì họ biến nhát lấy cớ mà đồng kêu lên rằng hè đi dân tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy gán công việc nặng cho chúng nó, hầu cho chúng nó mắc công việc, chẳng siêu về lời giả dối nữa các đốc dịch và phái viên bèn ra nói cùng dân chúng rằng pharaoh có phán như vậy ta chẳng cho các ngươi rơm nữa hãy tự đi kiếm lấy rơm ở đâu thì đi xong chẳng trừ bớt công việc các ngươi chút nào bây giờ dân chúng bèn đi rải khắp xứ ai cập đặng góp gốc rạ thế cho rơm các đốc dịch lại hối rằng hãy làm cho xong phần việc các ngươi y số định ngày nào cho rồi ngày nấy cũng như khi có phát rơm những phái viên trong vòng dân israel mà các đốc dịch của pharaoh đã lập lên trên dân đó bị đánh và quở rằng sao hôm qua và ngày nay các ngươi chẳng làm xong phần định về việc mình làm gạch y như trước các phái viên của dân israel bèn đến kêu cùng pharaoh rằng sao bệ hạ đãi kẻ tôi tớ như vậy người ta chẳng phát rôm cho lại cứ biểu chúng tôi rằng hãy làm gạch đi này tôi tớ của bệ hạ đây bị đòn lỗi tại dân của bệ hạ nhưng vua đáp rằng các ngươi là đồ biến nhát, đồ biến nhát. bởi cớ đó nên nói cùng nhau rằng hè đi tế Đức Giê-hô-va. vậy bây giờ cứ đi làm việc đi, người ta chẳng phát rơm cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch cho đủ số. vậy các phái viên của dân Israel lấy làm bối rối vì người ta có nói cùng mình rằng các ngươi chẳng được trừ số gạch đã định cho mình ngày nào rồi ngày nấy khi lui ra khỏi Pharaoh thì họ gặp Moses và a đợi tại đó. Bèn nói rằng: Hai ngươi đã làm cho chúng tôi ra mùi hôi hám trước mặt Pharaoh và quần thần, mà trao thanh gươm vào tay họ đặng giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai ngươi. Moses bèn trở về cùng Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Lạy Chúa, sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? từ khi tôi đi ý kiến pharaoh đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân này và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa. Chương 6. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành pharaoh vì nhờ tay quyền phép ép buộc, vua đó sẽ tha và đuổi dân Israel ra khỏi xứ mình. Đức Chúa Trời lại phán cùng Mô-sê rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, ta đã hiện ra cùng Abraham, cùng Isaac và cùng Jacob, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn năng. Song về danh ta là Jehovah, thì ta chưa hề tỏ cho họ biết. Ta cũng có lập giao ước cùng họ để ban xứ Canaan cho, là xứ họ đã kiều ngụ như khách ngoại bang. Ta cũng có nghe lời than thở của dân Israel bị người Ai Cập bắt làm tôi mọi, bèn nhớ lại sự giao ước của ta. Vậy nên, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng, Ta là Đức Giê-hô-va, sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ai Cập đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Ta sẽ dơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ai ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Abraham, cho Isaac, cho Jacob, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp. Ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se nói lại như vậy cho dân Israel, nhưng vì bị sầu não và việc tôi mọi nặng nề, nên chẳng nghe Môi-se chút nào. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng. Hãy đi tâu cùng Pharaon vua xứ Egypto, phải cho dân Israel ra khỏi xứ mình. Nhưng môi xe thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Này, tôi là một kẻ vụng miệng. Dân Israel chẳng có nghe lời tôi. pha há sẽ khứng nghe lời tôi sao? Đức Giê-hô-va lại phán cùng môi xe và A-rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Israel và pha vua xứ ai đặng đem dân đó ra khỏi xứ ai tô Đây là các trưởng tộc của những họ hàng dân Israel các con trai của Ruben, tức là trưởng nam Israel là Henoch, Phalu, Hezron và Carmi. Đó là những họ hàng của Ruben. Các con trai của Simeon là Jemuen, Yamin, Ohad, Yakin, Soha và Sao-lơ là con của vợ ở xứ Canaan. Đó là họ hàng của Simeon. Đây là tên các con trai của Levi, tùy theo dòng dõi của họ, Gershon, Kehath, và Merari. Levi hưởng thọ được 137 tuổi. Các con trai của Gẹt Sơn tùy theo họ hàng mình, Lipni và Shimei. Các con trai của Kê Hát là Amram, Yitseha Hebron và Ucien. Kê Hát hưởng thọ được 133 tuổi. Các con trai của Merari là Matli và Mushi. Đó là các họ hàng của Levi tùy theo dòng dõi của họ và Amram lấy Jochebed là cô mình làm vợ, nàng sinh cho người Aaron và môi Amram hưởng thọ được 137 tuổi. Các con trai của Yitseha là Kore, Nefet và siri Các con trai của Uzien là Mishael, Ensafan en và Sidri. Aaron cưới Elisheba, con gái của Aminadab, em của Nahashon nàng sinh cho người Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Các con trai của Kore là Axi, Enkana và Abiasap. Đó là các họ hàng của dân Kore. Eleasa, con trai của Aaron, cưới con gái của Phutien làm vợ. Nàng sinh Phinea cho người. Đó là các trưởng tộc của nhà tổ phụ người Levi, tùy theo họ hàng mình vậy ấy, Aaron và Moshe này, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy rằng, hãy tùy theo cơ đội đem dân Israel ra khỏi xứ Egypto. Ấy là hai người tâu cùng Pharaon vua xứ Egypto đặng đem dân Israel ra khỏi xứ đó. Ấy là Moshe và Aaron này. Vậy, trong ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Moshe tại xứ Egypto thì Ngài có truyền rằng, Ta là Đức Giê-hô-va, hãy tâu lại cùng Pharaon vua xứ Ai Cập hết thảy mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Môi-se bèn thưa rằng, này tôi là người vụng miệng, Pharaon há sẽ nghe tôi sao? Chương 7 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy xem. Ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pharaon, còn Aaron, anh ngươi, sẽ làm kẻ tiên tri của ngươi hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền dạy ngươi. Rồi Aaron, anh ngươi, sẽ tâu cùng Pharaon, đặng ngươi thả dân Israel ra khỏi xứ mình. Ta sẽ làm cho Pharaon cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Cập. Nhưng Pharaon sẽ chẳng nghe các ngươi đâu. Ta sẽ tra tay vào đất Cập, dùng những sự đoán phạt nặng nề, đặng rút khỏi xứ đó các quân đội ta là dân Israel khi nào ta tra tay vào xứ Ai Cập mà rút dân Israel ra khỏi giữa vòng người Ai Cập thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và khi hai người tâu cùng Pha-ra-ôn thì Môi-se tuổi đã được 80, còn A-rôn 83. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng khi nào Pharaon truyền cho các ngươi hãy làm phép lạ đi thì ngươi sẽ nói cùng Aaron rằng hãy lấy cây gậy của anh liền trước mặt Pharaoh gậy sẽ hóa thành một con rắn. Vậy Moses và Aaron đến cùng Pharaoh và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Aaron liền cây gậy mình trước mặt Pharaoh và quần thần, gậy liền hóa thành một con rắn. Còn Pharaoh bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú là những thuật sĩ Ai Phần họ cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống in như vậy. Mỗi người liền gậy mình liền hóa thành rắn, nhưng gậy của Aaron nuốt các gậy của họ. Thế mà lòng Pharaoh vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Moses và Aaron y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va phán cùng Moses rằng: "Pharaoh đã rắn lòng, từ chối không để cho dân sự đi. Sớm mai Pharaon sẽ ngự ra bờ sông. Ngươi hãy ra mắt người và cầm theo cây gậy đã biến ra con rắn đó. Ngươi hãy tâu rằng, Jehovah là Đức Chúa Trời của dân Hebrew, sai tôi đến gần bệ hạ đặng tâu rằng, hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta trong đồng vắng, mà đến bây giờ ngươi không nghe ta chút nào. Đức Giê-hô-va có phán như vậy, vì việc này, ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Này, ta lấy gậy trong tay ta mà đập nước ở dưới sông, nước sẽ trở nên huyết. Cá dưới sông sẽ chết và sông sẽ hôi thối đi. Người Ai Cập uống nước sông lấy làm ghê gớm. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Cầm lấy cây gậy anh, giơ tay ra trên nước xứ Ai Cập, trên rạch, sông, bào và khắp mọi nơi có nước trong xứ, hầu cho nước hóa thành huyết cả xứ Ai Cập và trong những bình chứa nước bằng gỗ, bằng đá đều sẽ có huyết hết thảy. vậy Môsê và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần. A-rôn gậy lên, đập nước sông, hết thảy nước sông bèn hóa thành huyết. cá dưới sông chết, nước sông hôi thối, người Ai Cập không thể uống được. vậy huyết lan khắp cả xứ Ai Cập xong các thuật sĩ cậy phù chú mình cũng làm được như vậy. lòng pharaoh cứng cỏi không nghe moses và aaron chút nào, y như lời đức giê-hô-va đã phán. pharaoh xây đi về đền mình, lòng chẳng để về mấy điều đó chút nào. và vì hết thảy người ai Cập uống nước sông chẳng được, nên đào xung quanh sông tìm nước mà uống. sau khi đức giê-hô-va đập sông thì được bảy ngày. chương tám đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, Hãy đi ra mắt pha ôn và tâu cùng người rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, Hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không tha cho đi, này ta sẽ dán tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. Sông sẽ sinh đông đúc ếch nhái, bò lên vào cung điện, phòng ngủ và trên giường ngươi và nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông và trên bào, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ai Cập. A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ai Cập, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các thuộc sĩ cũng cậy phù chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ai Cập. Pharaoh bèn đòi Moshe và a mà phán rằng: Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va để ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân sự ta, thì ta sẽ tha dân Hebrew đi tế Đức Giê-hô-va. môi bèn tâu cùng Pharaoh rằng: Xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ hạ đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng, đến ngày mai, Mô-xe rằng, sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vậy, ếch nhái sẽ lìa xa bệ hạ, cung điện, tôi tớ, cùng dân sự của bệ hạ, chỉ còn lại dưới sông mà thôi. Moshe và A-rôn bèn lui ra khỏi Pharaon. Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pharaon. Đức Giê-hô-va làm y theo lời Môi-se, Ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. Người ta dồn ếch nhái lại từ đống và cả xứ hôi thối lắm. Nhưng Pharaon thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy dơ gậy anh ra, đập bụi trên đất, bụi sẽ hóa mũi khắp cả xứ Ai Hai người làm y như vậy. A-rôn cầm gậy dơ tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành mũi, bu người và súc vật. Hết thảy bụi đều hóa thành mũi trong xứ Ai Các thuật sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy để hóa sanh mũi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy mũi bu người và súc vật. Các thuật sĩ bèn tâu cùng Pharaon rằng, ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaon cứng lòng, chẳng nghe Moses và Aaron chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Moses rằng, Này, Pharaon sẽ ngự ra mé sông, ngươi hãy dậy sớm đi ra mắt người mà tâu rằng, Chúa hô có phán như vậy. Hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi không cho đi, này, ta sẽ sai rùi mòng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi. Nhà của người Ai Cập đều sẽ bị rùi mòng bu đầy và khắp trên đất nữa. Nhưng ngày đó, ta sẽ phân biệt xứ Gô Sen ra là nơi dân ta ở, không có rùi mòng. Hầu cho ngươi biết rằng, ta, Jehovah, có ở giữa xứ ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi đến mai dấu lạ này tất sẽ có đức giê-hô-va bèn làm y như lời vậy trong cung điện pha ôn nhà cửa của quần thần người cùng cả xứ ai cập đều có rùi mòng vô số đất bị rùi mòng hủy hoại pha ôn bèn đòi mô-se và a-rôn mà phán rằng hãy đi dân tế lễ cho đức chúa trời các ngươi trong xứ nhưng Moses xe tâu rằng, làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi là một điều gớm ghê cho người Egypto. Nếu chúng tôi dân của lễ gớm ghê trước mắt người Egypto, họ há chẳng luyện đá chúng tôi sao? Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng chừng ba ngày đường, dân tế lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, y như lời Ngài sẽ chỉ bảo. Pharaoh bèn phán rằng, ta sẽ tha các ngươi đi dân tế lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi ở nơi đồng vắng. Nhưng đừng đi xa hơn, hãy cầu nguyện cho ta với. môi xe tâu rằng, này, tôi sẽ lui ra khỏi bệ hạ, cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho. Ngày mai, rùi mòng sẽ lìa xa pha ôn quần thần và dân sự người. Nhưng xin pha ôn chớ cứ gạt chúng tôi mà không tha dân sự đi dân tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaon và cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Ngài làm y như lời Môi-se, rùi mòng lìa xa Pharaon quần thần và dân sự người, không còn lại một con nào. Nhưng lần này, Pharaon lại cứng lòng nữa, không cho dân sự đi. Chương 9. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pharaon mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hebrew có phán như vậy hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi từ chối không tha đi, còn cầm lại nữa. Này, tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vòng ngựa, lừa, lạc đà, bò và chiên, sẽ có dịch lệ rất lớn. Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Israel cùng súc vật của người Egypto. Sẽ chẳng có một con nào của dân Israel bị chết. Đức Giê-hô-va kỳ mà rằng, đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ. Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó. Hết thải súc vật của người Ai Cập tôi đều chết, nhưng của dân Israel chẳng chết một con nào. Pharaoh sai người đi xét, thấy chẳng có một con súc vật nào, nào của dân Israel chết hết. Nhưng Pharaoh rắn lòng, chẳng cho dân sự đi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: hãy hút cho trong lò đầy tay các ngươi, rồi tại trước mặt Pharaon, Moses sẽ vải cho đó lên trời. Cho sẽ hóa bụi khắp cả xứ Ai và sinh nhiều ghẻ chốc cương mũ trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ai Vậy hai người hút cho trong lò đứng trước mặt Pharaon, rồi Moses se vải cho lên trời thì sinh ra ghẻ chốc cương mũ trên mình người ta và súc vật các thuộc sĩ đứng trước mặt Môi-se không được, vì cớ ghẻ chốc đã sinh trên mình các thuộc sĩ như trên mình của hết thảy người Ai Cập. Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se. Đoạn Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, ngươi hãy thức dậy sớm, ra mắt Pha-ra-ôn mà tâu rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hebrew có phán như vậy hãy tha dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Vì lần này ta sẽ dán các tai nạn cho lòng ngươi, quần thần và dân sự ngươi. Hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. Nếu bây giờ ta đã dơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều đã bị dìa khỏi đất rồi. Nhưng vì cớ này ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ nếu ngươi còn cản trở không để cho dân ta đi, thì mai, tại giờ này, ta sẽ làm một đám mưa đá lớn. Đến đổi tại xứ Ai Cập từ khi khai sáng cho đến ngày nay, chẳng có đám mưa nào giống như vậy. Thế thì, bây giờ hãy sai đem lục súc và mọi vật thuộc về ngươi ở ngoài đồng vào, cho khỏi hiểm nghèo. Mưa đá sẽ rớt xuống trên mọi người, và vật đang ở ngoài đồng không vào nhà, thì sẽ chết hết những kẻ nào trong quần thần Pharaon có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va lật đật rút đầy tớ và súc vật mình về nhà. Còn kẻ nào chẳng chú ý về lời Đức Giê-hô-va thì để đầy tớ và súc vật mình ở ngoài đồng. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-xe rằng Hãy giơ tay ngươi lên trời, làm mưa đá rớt xuống trên cả xứ Egypto, trên mình người, súc vật và khắp rau cỏ ngoài đồng. Mô-xe bèn giơ gậy mình lên trời. Đức Giê-hô-va làm cho sấm động, mưa đá xa, lửa chạy trên mặt đất. Vậy, Đức Giê-hô-va khiến mưa đá xa trên xứ ai cập Và có mưa đá xa xuống và lửa cháy rất mạnh pha lộn với. Đến đổi từ khi xứ ai cập lập quốc đến giờ, chẳng có giống như vậy. Thế thì, trong cả xứ ai cập mưa đá làm hại mọi vật ở ngoài đồng. Nào người ta, nào súc vật, nào rau cỏ, và làm gãy cây cối nữa. Chỉ đất Goshen là nơi dân Israel ở, chẳng có mưa đá mà thôi. Pharaoh bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Lần này Trẫm đã phạm tội, Đức Giê-hô-va là công bình. Trẫm cùng dân sự Trẫm là kẻ phạm tội. Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va hầu cho tan sấm sét và mưa đá, rồi Trẫm sẽ tha các ngươi đi, không đợi lâu nữa đâu. Môi-se bèn đáp rằng: Vừa khi tôi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét sẽ lặng, mưa đá sẽ tan, hầu cho Bệ hạ biết rằng trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi biết rằng Bệ hạ và quân thần chưa kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và trong lúc đó, lúa mạch trổ bông, cây gai có hoa, nên lúa mạch và gai bị đập nát, còn lúa mì và tiểu mạch trổ muộn nên không bị đập. Vậy Mô-xe lui khỏi Pha-ra-ôn, đi ra thành, giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét và mưa đá tạnh, mưa bèn ngớt hột trên mặt đất. Khi Pha-ra-ôn thấy mưa, mưa đá và sấm sét đã tạnh rồi, người và quần thần lại rắn lòng, cứ phạm tội nữa. Vậy Pha-ra-ôn cứng lòng, không tha dân Israel đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-xe mà phán chương 10 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng Hãy đi đến Pha-ra-ôn vì ta đã làm rắn lòng người và lòng quần thần để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ. Hầu cho ngươi thuật cùng con và cháu mình những công việc to tác ta đã làm trên dân Egypto. Các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Moses và Aaron bèn đi đến Pharaon mà tâu rằng Jehovah là Đức Chúa Trời dân Hebrew có phán như vậy. Ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến chừng nào. Hãy tha dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Nếu từ chối, không cho dân ta đi. Này, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi. Nó sẽ phủ rợp trên mặt đất. Người ta chẳng còn thấy đất nữa nó sẽ cắn xả những vật chi còn lại, tức vật nào trận mưa đá còn chừa lại. Nó cũng cắn xả những cây mọc ngoài đồng ruộng các ngươi, vào đầy cung điện ngươi, dinh thất của quần thần ngươi và nhà cửa của người Ai Cập. Ấy là một điều tổ phụ ngươi, đến đổi thủy tổ ngươi cũng chẳng bao giờ thấy từ khi họ đã có trên mặt đất cho đến ngày nay. Đoạn Moshe xây mặt lui ra khỏi Phá-rô-ôn. Quần thần Phá-rô-ôn tâu rằng, Đến chừng nào người này mới thôi gài bẫy ta, hãy tha dân ấy đi để chúng nó hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó. Bẻ hạ há chưa biết rằng nước Egypto đã bị nguy vong sao? Họ bèn truyền đòi mô xe và A-rôn trở lại cùng pha ôn Người nói rằng, hãy đi hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hết thảy những ai là người phải đi. Moses tâu rằng, chúng tôi đi sẽ đem nam phụ lão ấu và chiên bò theo, vì về phần chúng tôi, ấy là một lễ của Đức Giê-hô-va. Pharaoh bèn nói rằng, cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao? Không, quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mưu ác. Không được vậy đâu, chỉ các ngươi là đàn ông phải đi hầu việc Đức Giê-hô-va vì là điều các ngươi đã xin. Đoạn, họ bèn đuổi Môi-se và A-rôn khỏi trước mặt Pha-ra-ôn. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy dơ tay ngươi ra trên xứ ai tô đặng khiến cào cào tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn chừa lại. Vậy, Môi-se bèn dơ gậy mình ra trên xứ ai tô thì Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió đông thổi trên xứ sòng ngày và đêm đó. Qua sáng mai, gió đông đã dẫn cào 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 đến. Cào cào lên khắp cả xứ Ai và xa xuống trong địa hạt xứ ấy nhiều vô số. Trước kia, chẳng bao giờ có bằng số đó. Sau này, cũng chẳng hề sẽ có bằng như vậy. Cào cào ba phủ khắp mặt đất của cả xứ và xứ thành ra tối tăm cắn xả các rau cỏ ngoài đồng cùng trái cây mà mưa đá còn chừa lại trong khắp xứ Ai Cập chẳng còn chút xanh tươi chi cho cây cối hay là cho cỏ rau ở ngoài đồng ruộng nữa. Pharaoh vội đòi Môi-se và Aaron đến mà phán rằng: Trẫm đã phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa. Nhưng bây giờ, xin xá tội cho Trẫm lần này và hãy cầu dùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ít nữa ngài khiến xa Trẫm cái vạ chết này. Môsê bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn và khẩn nguyện Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió tây đến rất mạnh, mạnh, đem cào cào đi đuổi xuống biển đỏ, khắp địa hạt Ai Cập tôi chẳng còn một con cào cào nào. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, người chẳng tha dân Israel đi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môsê rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời hầu cho trên xứ Ai Cập có sự tối tăm dài đến đổi người ta rờ đụng đến được. Vậy Môi-se giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dài trong ba ngày tại xứ Ai Cập. Trong ba ngày đó người ta không thấy nhau được, không ai nhóm khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chỗ dân Israel ở thì có ánh sáng cho họ. Pharaoh bèn đòi Môi-se mà phán rằng, hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va, con trẻ tôi đi theo nữa chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. Nhưng môi xe tâu rằng, Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Jehovah Đức Chúa Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy lục xúc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào, vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Jehovah chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. Nhưng Đức Giê-hô-va cho Phá-rô-ôn cứng lòng, nên người không khứng cho dân Israel đi. Phá-rô-ôn nói rằng, hãy lui ra khỏi ta, khá giữ mình, đừng thấy mặt ta nữa. Vì ngào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết. mô sa bèn nói rằng, bệ hạ nói phải lắm, tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu. Đâu? Chương 11 Và Đức Giê-hô-va có phán cùng mô rằng, ta sẽ dán cho ông và xứ Ai Cập một tai vạ. Đoạn người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Khi định tha đi thì sẽ đuổi ra khỏi đây. Hãy nói cùng dân sự và dặn rằng mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận những đồ bằng bạc và bằng vàng. Đức Giê-hô-va làm dân sự được ơn trước mặt người Ai Cập. Môi xe cũng làm rất tôn trọng trong xứ Ai Cập. Trước mắt quần thần Pha-ôn và trước mắt dân ý. Môi xe Đức Giê-hô vắng như vậy. Chừng đêm, ta sẽ ra tuần hạ sứ Egypto. Hết những con trưởng nam trong xứ Egypto sẽ từ thái tử của ngồi trên ngai mình cho đến cả của người đòi ở sau cối và luôn mọi con đầu lòng của súc nữa. Trong cả xứ Egypto sẽ có tiếng kêu la hỏi cho đến đổi chưa hề có và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa. Nhưng trong cả tiếng kêu la hỏi cho đến đổi chưa hề có và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa nhưng trong cả dân Israel đến một con chó cũng sẽ chẳng sụt hoặc người hoặc vật hầu các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va biệt dân Israel cùng Ai Cập là giường nào này quân thao bệ hạ sẽ xuống cùng tôi sắp mình trước mặt tôi mà rằng ngươi và cả dân sự theo ngươi hãy đi đi đoạn tôi ra mô sẽ bèn lui ra khỏi Phá-rô-ôn, làm giận lắm và Đức Giê-hô-va có phán cùng một rằng pharaon cứng nghe ngươi đâu Hầu chớ lạ ta thêm lên trong xứ tô Môi và A-rôn bèn làm các dấu lạ pharaon, nhưng Đức giê làm cho pharaon cứng lòng, nên người chẳng tha dân y sinh đi khỏi xứ mình. và làm cho pharaon cứng lòng, nên người chẳng tha dân y sinh đi khỏi xứ mình. 12. Tại Ai Cập tô, Đức giê hô cùng Môi-se và A-rôn rằng: Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng, đến ngày mồng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung tùy rất lân cận mình, tùy số người, và hãy tính cho một con tùy sức người hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là con đực, tuổi giáp niên, thẳng tì vít chi. Đoạn để dành cho đến ngày 14 này rồi cả hội Israel sẽ giết nó vào chiều tối. lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy, họ sẽ ăn chiên quay với bánh không men và rau đắng. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sâu hay là luộc trong nước, nhưng quay trên lửa và rau đắng. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sâu hay là luộc trong nước, nhưng quay trên lửa cả dò giò với bộ lòng các ngươi chớ để chi còn lại đến mai, nếu còn lại hãy thiêu đi. Vậy ăn thịt đó phải vậy, dây lưng cột, chân mang dài, tay cầm ăn hối hả, ấy là vượt qua của Đức Giê-hô. Đêm đó ta sẽ qua xứ ai -E tô hành hạ mọi con đầu lòng xứ ai -E tô từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ ai -E Ta là Đức Giê-hô-va. Huyết của trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu. Khi ta hành hại xứ ai -E thấy huyết đó thì vượt qua chẳng có tai nạn gì diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm. Trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức lễ lập ra đời đời. Trong bảy ngày, phải bánh không men. Vừa đến ngày thứ hãy dẹp men khỏi nhà. Vì hễ ai ăn bánh có men thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, thì sẽ bị trút Vừa đến ngày thứ hãy dẹp men khỏi nhà. Vì hễ ai ăn bánh có men thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, thì sẽ bị trút ra khỏi Israel. Ngày thứ nhất sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, qua thứ bảy các ngươi cũng sẽ có một sự hiệp thánh nữa. Mấy ngày đó chẳng nên làm chi, chỉ lo sắm đồ ăn mỗi người cần ăn mà thôi. Vậy, các ngươi hãy giữ bánh không men, vì chính ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ai nên chi trải các đời giữ ngày đó như một lễ lập ba đời đời. Ngày 14 tháng Giêng các ngươi sẽ ăn bánh không men chiều ngày 21 tháng đó. Trong 7 ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi. Vì bất luận người ngoại bang hay là người bản xứ, hệ ai ăn bánh có men sẽ khỏi hội chúng Israel. Chớ nên ăn bánh có men, khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh không men. Vậy, xe nhỏ đều phải ăn bánh không men. Vậy, Môsê nhóm lại các trưởng lão Israel mà nói rằng, Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi và giết nó làm lễ vượt qua. Rồi hãy lấy một kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cột cửa. Đoạn, trong các ngươi, chớ ai ra khỏi nhà mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ qua đặng hành hại xứ ai Khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, ai sẽ vượt qua không để tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. Hãy giữ lễ này như một lễ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi. Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức giê va sẽ ban cho, như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ. Khi con cháu các ngươi hỏi rằng: "Lễ này là nghĩa chi?" Hãy đáp rằng: "Ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ai -E tô tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va vì khi Ngài hành hại xứ Ai Cập thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta. Đó. Dân Israel bèn cúi đầu lại đi làm theo lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Và khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành mấy con đầu lòng tại Ai Cập từ thái tử của ngồi trên ngai mình đến con cả người bị tù hết thảy con đầu lòng của súc vật. Đang lúc ban đêm, Pharaoh quần thần cùng hết thảy người Ai Cập đều chờ. Có tiếng kêu in ỏi trong xứ Ai Cập, chẳng một nhà nào là có người chết. Trong đêm đó, Pharaoh bèn đòi Moses và Aaron mà phán rằng: Hai ngươi và dân Israel chờ dậy ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi như lời các ngươi đã nói và cầu phước cho ta nữa. Người ấy yên đi như lời các ngươi đã nói và cầu phước cho ta nữa. Người Ai Cập thúc giục dân Israel ra khỏi xứ mau mau vì nói rằng chúng ta đều chết hết. Vậy dân sự đều đem bột nhồi rồi, chưa men đi, bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên mình. Và dân Israel có làm y theo lời mà đã dặn, xin người Ai Cập những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng sống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ai Cập nên họ bằng lòng cho và dân Israel trần người Ai Cập vậy. Dân Israel đi từ Ramse đến Sukkot, số không kể con nít được chừng 60 vạn người đàn ông bộ. Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với chiên, bò, súc vật nhiều. Chúng bèn hấp bánh không men bằng bộ mình đã đem theo từ xứ Ai Cập bột không men vì cớ bị đuổi khỏi bột không men vì cớ bị đuổi khỏi xứ Egypt không thế chậm trễ và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được và thì kiều ngụ của Israel tại xứ Egypt 430 bốn trăm ba mươi năm khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi thì cũng trong ngày đó các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Egypt ấy đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va vì Ngài rút dân Israel khỏi xứ Ai Cập. Trải các đời, cả dân Israel phải giữ đêm đó để tôn trọng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Đây là luật lệ về lễ vượt qua. Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó. Còn về phần tôi mọi là người bỏ tiền mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho thì họ mới được ăn. Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu lễ đó chỉ ăn nội trong nhà. Ngươi đừng đem thịt ra ngoài, ăn nội trong nhà. Ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương này. Hết thải hội chúng Israel phải giữ lễ vượt qua. Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi muốn giữ lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi nam của họ phải chịu phép cắt bì. Đoạn họ mới được đến giữ lễ này và được coi như người sinh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì, thì chẳng được ăn đâu. Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các người. Toàn dân Israel đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán với mô và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Israel tùy theo quân đội ra khỏi xứ Egypto. Egypto Chương 13 Đức Giê-hô-va phán cùng mô sê rằng trong vòng dân Israel, bất luận người hay vật. Hãy vì ta biệt riêng ránh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta. mô xe nói cùng dân sự rằng, hãy kỷ niệm ngày này, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ ai tô tức khỏi nhà nô lệ, nên chớ ai ăn bánh có men. Ngày nay, nhằm tháng lúa các ngươi ra đi. Vậy, khi nào Đức Giê-hô-va đưa ngươi vào bờ cõi xứ dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amrit, dân hê và dân u rồi, là một xứ đượm sữa và mật, và là xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ sẽ ban cho ngươi. Thì đến trong tháng này, hãy giữ lễ thánh đó. Trong bảy ngày, ăn bánh không men. Đến ngày thứ bảy, sẽ có lễ kính Đức hô Va. Phải ăn bánh không men trong bảy ngày. Khắp cả địa hạt ngươi, trong bảy ngày khắp cả địa hạt ngươi sẽ không bánh có men hoặc men tại nơi ngươi nữa. Trong ngày đó, hãy giải nghĩa cho con trai ngươi ấy vì việc Đức Giê-hô-va làm cho ta khi ta ra khỏi xứ ai tô Điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, là một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho lực pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ ai tô Hàng năm, đến kỳ ngươi phải giữ lễ này. Khi Đức Giê-hô-va đã đưa ngươi vào bờ cõi xứ Canaan như Ngài đã thề cùng ngươi và tổ phụ ngươi, khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi, thì em dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng mỗi lừa đầu lòng, ngươi phải bắt chiên con hay là dê con mà chuột, bằng không ngươi hãy vặt cổ nó. Bằng không, ngươi hãy vặt cổ nó. Ngươi cũng chuột mọi trưởng nam trong vòng trai ngươi. Và một mai con trai hỏi rằng, điều đó có ích chi thì hãy đáp rằng, ấy vì cớ Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ ai tức là nhà nô lệ. Và khi pha ra cứng lòng không tha chúng ta đi, Ngài bèn giết hết các con đồng trong xứ đó, từ con trưởng nam người ta cho đến con đầu lòng súc vật vì cớ đó, ta dâng tế cho Đức Giê-hô-va mọi con đực sinh đầu lòng, và ta chuộc con trưởng nam trong vòng con trai ta. Ấy sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, và ấn chí nơi trán giữa cặp mắt ngươi. Hãy nhắc cho nhớ rằng, Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ ai và khi Pharaoh ai dân Israel đi, Đức Chúa không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết, vì Ngài đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết. Vì Ngài nói rằng, e khi dân thấy trận mạc, trời lòng trở về xứ Egypt chăng? Cho nên, Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trồng vắng về hướng biển đỏ. Dân Israel cùng khí giới ra khỏi xứ Egypt. Moshe dời hài cốt Joseph theo mình. Vì Joseph có bắt dân Israel thề quyết rằng, chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng các ngươi hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây. Và truy đi khỏi su cốt, đóng trại tại E-Tam ở cuối đầu đồng vắng. Đức giê hô đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đi. Ban đêm, một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày, trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy trụ lửa ban đêm cũng vậy. Chương 14 Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng hãy truyền cho dân y sinh trở lại đóng trại tại trước phi ha hi ngang ba anh xê phô giữa khoảng mít đôn và biển. Các ngươi hãy đóng trại đối diện nơi này gần biển. Chắc pha sẽ nói về dân Israel rằng dân đó lạc đường bị khô trong đồng vắng rồi ta sẽ làm cho Pharaoh cứng lòng, người sẽ đuổi theo dân đó. Nhưng ta sẽ vì Pharaoh và cả toán binh được rạng danh. Người Ai Cập sẽ biết ta là Jehovah. Dân Israel bèn làm như vậy. Và báo cùng vua Ai Cập rằng dân Hebrew đã trốn đi rồi. Lòng Pharaoh và quần thần cùng dân đó bèn thay đổi nói rằng chúng ta đã làm chi vậy? Tha dân Israel đi để khỏi dịch ta nữa sao? Pharaoh bèn thắng xe đem dân mình theo. Pharaoh bèn thắng xe đem dân mình theo. Người đem 600 xe thượng hạng và hết thải xe trong xứ Ai Cập. Trên mỗi xe đều có chiến binh cả. Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh vua xứ Ai Cập cứng lòng đuổi theo dân Israel, nhưng dân đã ra đi một cách giản dị. Người Ai Cập và cả ngựa xe, lính kỵ cùng toán binh của Pharaoh đều đuổi theo dân Israel gặp đang đóng đồn nơi bờ biển gần Phi Ha Hiro ngăn ba anh Sê Phôn. Và khi Pharaoh gần, dân Israel ngước mắt lên, thấy dân Ai Cập đuổi theo, bàn lấy làm hải hùng kêu anh Đức Giê-hô-va. Chúng lại nói cùng Môi-se rằng: Ai Cập há chẳng có nơi mừng, nên nổi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng nặng chiếc sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng để mặt chúng tôi phục dịch dân Ai vì thà rằng tôi rằng để mặt chúng tôi phục dịch dân Ai vì tha rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng Môi-se cùng dân sự rằng, chớ chi hãy ở đó ngày nay xem sự giải cứu Đô Va sẽ làm cho các ngươi, vì người Ai Cập mà các ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa, chi va sẽ chiến cự cho còn các ngươi cứ yên lặng. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, sao ngươi kêu vang ta, hãy bảo dân Israel cứ đi, còn ngươi cứ gậy lên, đưa tay trích biển, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Egypto cứng lòng theo dân Israel xuống biển, rồi ta sẽ được rạng vì Pharaon, cả binh, binh xa và kỵ người. Khi Na được rạng danh vì Pharaon binh xa cùng lính kỵ ngựa, thì người Ai Cập sẽ rõ ràng được rạng danh vì Pharaon binh xa cùng lính kỵ ngựa, thì người Ai Cập sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô vậy. Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trại quân của dân Israel lại đi sau. Còn chủ mây vốn đi trước trại quân lại ở về sau. Chủ đứng về giữa khoảng trại người Egypto và trại dân Israel làm án mây tối tăm cho đặng soi sáng ban đêm cho kia, nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề xáp gần nhau được. Và Môi-se giơ tay ra trên biển. Đức Giê-hô-va dẫn quá đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm. Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Dân yên xuống biển, đi như trên đất đạn. Còn nước làm một tấm vách ngăn bên hữu và bên hả. Người ấy dưới bèn đuổi theo. Hết thảy ngựa, binh xa, cùng lính kỵ của Pharaoh đều theo xuống biển. Và đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong Pharaoh đều theo xuống biển. Và đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong trụ mây và lửa nhìn ra thấy trại quân Ai Cập đang làm cho họ phải rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Ai Cập bèn nói rằng: Ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cùng chúng ta. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển. nước sẽ trở lấp người Ai Cập, binh xa và kỵ của chúng nó. Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển. Lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại. Người Ai Cập chạy trốn bị nước chận. Vậy, giê va xô họ xuống giữa biển. Thế thì nước tại bao phủ binh xa lính kỵ của cả đạo binh Pharaoh đã theo dân Israel xuống chẳng còn sót lạc ai. Xong, dân Israel đổ biển như trên đất cạn, làm thành vách ai. Xong, dân Israel đổ biển như trên đất cạn, làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu dân Israel thoát khỏi tay người Ai Cập. Dân ấy thấy người Ai Cập chết biển. Dân Israel thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã người Ai Cập nên sợ ngài, tin ngài, ôi xe là tôi tớ Môi-se là tôi tớ Chương 15 Đoạn Môi-se và dân Israel hát ca này cho Đức Giê-hô-va rằng Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai Ngài đã liền xuống biển ngựa và người cởi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và ca tụng của tôi. Ngài trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi ngợi khen Ngài. Đức Trời của tổ phụ tôi tôi tôn kính Ngài. Đức Hô Va là một chiến sĩ, danh Ngài là Dê Hô Va. Ngài đã ném xuống biển binh xa pha ôn và cả đạo binh của Ngài. Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi biển đó. Những lượng sóng đã vui họ rồi. Họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài hủy quân nghịch đi. Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài, đánh kẻ giấy nghịch cùng mình. Nổi giận phừng phừng, đốt họ cháy như rơm rạ. Đánh kẻ giấy nghịch cùng mình. Nổi giận phừng phừng, đốt họ cháy như rơm rạ. Mỗi ngày thở hơi ra, nuốt dồn lại. Lượng sóng đổ dựng như một bờ đê. Vượt sâu động lại nơi ruống biển. Quân nghịch rằng, ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp. Thấy chia phân của giặc. Tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ, ta rút gươm ra, tay ta diệt họ. Ngài đã thở hơi ra, biển vùi lấp quân nghịch lại. Họ bị chỉ như cục chì nơi đáy nước sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen, hay là các phép lạ? Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Ngài lòng thương xót dìu dắt dân này Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ. Cơn kinh hãi áp hạ dân xứ Palestine. Qua việc này đều run sợ. Cơn kinh hãi áp hạ dân xứ Palestine. Quan trưởng xứ đôm bèn lấy làm rối. Mấy mặt anh hùng áp đều kinh hồn. Cả dân Canaan đều mất vía. Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cao nơi cánh tay Ngài, chúng đều bị câm như đá cho đến nào dân Ngài vượt qua cho dân mà Ngài đã chuộc vừa qua rồi. Hỡi Đức Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Chúa là đền thánh mà Ngài đã lập. Đức Giê Hô sẽ cai trị đời đời kiếp Vì ngựa con, binh xa cùng lính kỳ người đã xuống biển và Đức Giê Hô đã vùi dập nước biển lên trên. Nhưng dân Israel giữa biển như đi trên đất cả. Nữ tri Miriam là em gái Aro, tay cầm trống cơm, các đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa. Miriam là em gái Aro, tay cầm trống cơm, các đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa. Miriam đáp lại rằng: Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, Ngài rất vinh hiển oai nghiêm, Ngài đã luyện xuống biển, ngựa và người cởi ngựa đoạn mô xem dân Israel đi khỏi biển đỏ đến nơi đồng vắng su rơ trọn ba ngày đi trong đồng vắng kiếm chẳng được nước cả kế đến đất ra nhưng vì nước tại đó đắp uống chẳng được nên chi cho gọi là Mara. dân sự bèn oán trách môi xe rằng chúng tôi lấy chi uống môi xe kêu vang đức giê-hô-va ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ người lấy liệng xuống nước nước bèn hóa ra ngọt ấy tại đó Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng áp độ cho dân sự. Đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng, nếu ngươi chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, làm sự ngay thẳng trước mặt này, lắng tai nghe các chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, làm sự ngay thẳng trước mặt này, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng dán cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã dán cho sư Ê-giếp-tô. Vì ta là Đức Giê-hô-va đứng chữa bệnh cho ngươi đoạn dân sự đến đất nơi đó có 12 suối nước và 70 cây trà là dân sự đóng trại tại đó gần bên suối nước gần bên suối nước chương 6 nhằm ngày 15 tháng 2 sau khi ra khỏi Egypt cả hội chúng Israel ở nơi Elim đến đồng vắng Sin nằm về bản Elim và Sinai cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và Aaron tại đồng vắng nói cùng hai người rằng ôi thà rằng chúng tôi chịu chết về tay đức giê hô tại xứ ai khi còn kề nồi thịt và ăn bánh chán hết vì hai người dẫn dắt chúng tôi đồng vắng này đang làm cho cả hàng dân đông này đều bị chết đói đức giê hô va bèn phu xe rằng này ta sẽ từ trên trời cao làm mưa đánh xuống cho các ngươi dân sẽ đi ra mỗi ngày nào đánh đủ cho ngày nấy đặng thử dân coi có đi theo luật ta hay chăng qua ngày thứ sáu dân sự sẽ dự bị phần góp và sẽ được phần gấp hai của mình thường thâu hàng ngày. Môi-se và A-rôn cùng dân Israel rằng, Từ nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ra khỏi xứ ai cùng dân Israel rằng, Từ nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ra khỏi xứ ai Tháng mai sẽ thấy sự vinh quang Giê-hô-va vì Ngài đã ngời các ngươi oán trách Ngài rồi vả lại chúng ta là ai mà các ngươi oán trách chúng ta Môi-se nói chiều này Đức Giê-hô-va sẽ phát thịt cho các ngươi rồi sáng mai bánh nhiều vật vì ngài đã nghe ngươi oán trách ngài rồi thế thì chúng ta là ai những lời oán trách chẳng phải đổ vào ta đâu nhưng về Đức Va vậy Môi-se cùng Aaron rằng hãy cả hội chúng Israel rằng các ngươi hãy đến trước mặt Đức Giê-hô-va vì ngài đã nghe lời oán các ngươi rồi và khi Aaron nói cùng cả hội chúng in, thì họ xây mặt về đồng vắng, thấy sự vinh quang của ra trong đám mây. Giê-hô-va phán cùng Moses rằng, ta đã nghe lời oán trách của dân Israel. Vậy, ngươi nói cùng chúng nó rằng, lối điều, các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê và sẽ biết Israel. Vậy, ngươi nói cùng chúng nó rằng, lối điều, các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê và sẽ biết ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Vậy, chiều lại, có chim cuốc bay lên phục trại quân. Đến sáng nay, lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi. Trên mặt đồng ván thấy có vật chi nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy bảo nhau rằng, Cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì. môi xe bèn nói cùng dân rằng, Ấy là bánh mà ta ban cho các ngươi làm lương thực đó. Này là lời ta đã phán dặn. Hãy tùy sức ăn của mỗi người và số người trong trại mà góp tên một ô mê. Dân Israel bèn làm như vậy. Kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít. Cứ lượm ô mê. Ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Môi xe nói cùng dân sự rằng, chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Môi xe nói cùng dân sự rằng, ai để dư lại cho đến sáng mai. Nhưng dân sự nghe theo lời mô xe một để dư lại đến sáng mai thì sâu hóa ở trong vật sinh mùi hôi hám. môi xe bằng nổi giận cùng họ. Vậy, hằng buổi sớm mai mỗi lượm vừa đủ sức mình ăn, mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Đến ngày thứ dân sự lượm lương thực hai, mỗi người hai e. Các hội trưởng đến tại cho môi xe rõ. Đáp rằng, ấy là lời Đức Gia đã phán rằng, mai ngày nghỉ tức ngày sa bát cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu chi các ngươi muốn nấu, hãy còn hãy để dành đến sáng mai. Dân sự bèn để dành cho đến sáng mai, y như lời mô xe đã truyền, vật đó chẳng sanh mùi hám và cũng chẳng hóa suốt nào. mô xe bèn nói rằng, hãy ăn đồ đó đi, vì ngày sa bát và cũng chẳng hóa suốt nào. Môi-se bèn nói rằng, hãy ăn đồ đó đi, ngày sa bát của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đồng trong đồng đâu. Các ngươi lượm sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy ngày sa bát sẽ chẳng có. Ngày thứ bảy, một người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng một rằng, các ngươi chẳng chỉ giữ điều răng và luật pháp ta cho đến nào. Hãy suy nghĩ rằng, Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày khác. Vậy nên, đến sáu ngày lại cho các ngươi lương thực đủ hai ngày trong ngày thứ bảy mỗi người phải ở yên chỗ mình ai ra khỏi nhà thì ngày thứ bảy dân sự nghỉ ngơi nhà nên đặt tên lương thực này là ma nó giống như hột ngò cắt trắng mùi như bánh ngò ba mật ong mùi nói rằng lời đức giê hô đã phán dặn như vậy một ô me mana đã truyền trải các đời thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho ngươi ăn nơi đồng đã phán dặn như vậy một ô me mana đã truyền trải các đời thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho ngươi ăn nơi đồng vắng khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se lại nói cùng a rằng hãy lấy một cái bình được một ôme mana để mặt Đức Giê-hô-va đặng lưu truyền. A-rôn bèn để đó trước sự chứng cớ hầu lưu truyền y như lời Đức giê hô phán dặn Môi-se. Dân Israel ăn mana trải bốn năm cho đến khi vào bờ cỏ Canaan là xứ có người ở. Và ôme là một phần mười của Ephraim. Tứ có người ở. Và Ome là một phần mười của F Chương 7. Cả hội Israel đi từ đồng vắng Shin, đi từng trạm tùy Đức Giê-hô-va, đóng Rephidim. Ở đó có nước cho dân sự uống. Dân sự bèn kiếm cớ cả Môi-se mà rằng, hãy chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng, sao các kiếm cớ cãi lộn cùng ta, sao ướm thử Đức Giê-hô-va dân sự ở đó không có nước bị khát phán trách môi xe mà rằng sao người khiến chúng tôi ra xứ ai hầu cho chúng con và các bầy súc phải chịu chết khác thế này môi xe bèn kêu cầu đức gia mà rằng tôi phải thế nào cùng dân này điều họ ném đá tôi đức giê hô va đáp cùng rằng hãy cầm gậy ngươi đã đập dưới sông dẫn trưởng lão israel rồi trước mặt dân sự ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horia, Ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, sự sẽ uống lấy. Ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horia, Ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, sự sẽ uống lấy. Môi-se bằng làm như vậy trước mặt trưởng lão Israel. Người đặt tên nơi này, này là Ma và Meriba vì có việc cãi lộn mà dân Israel kiếm cớ gây cùng người và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va nói rằng có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay và khi đó dân Amalek đến khiêu cùng Israel tại Rephim. Môi-se bèn nói với Xue rằng hãy chọn thánh sĩ cho chúng ta ra chiến đấu cùng dân Amalek mai ta sẽ đứng nơi đầu nọc cầm gậy của Đức Chúa trời trong môi bèn nói, y như lời Môi-se nói đuổi chiến dân Amalek Môi-se, A-rôn và Hưa lên trên đầu nóng và Hễ đôi xe dơ tay lên thì dơ Israel thắng hơn. Nhưng khi người sụi tay xuống, dơ lét lại thắng hơn. Hễ đôi xe dơ tay lên thì dơ Israel thắng hơn. Nhưng khi người sụi tay xuống, dơ lét lại thắng hơn. Tay Moshe mỏi, Aaron và Hur bằng lấy kia cho người ngồi, rồi hai bên đỡ tay người lên. Tay người chẳng động cho đến khi mặt trời lặn. Joshua lấy lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân sự người. Đức Giê-hô-va bán cùng Mô-xe rằng, hãy điều này trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói cho giô biết rằng, ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về Am trong thiên hạ. Mô-xe lập lên một bàn thờ đặt tên là giê hô cờ xí của tôi, và nói rằng, bởi vì Am giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. À, nên Đức Giê-hô-va chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Chương 8 Jethro, thì tế lễ xứ Madian, cha của Moshe, hay được điều Đức Chúa Trời đã làm cho Moshe cùng Israel là dân sự Ngài và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra xứ Ai Cập. Người bàn dẫn Sephora vợ Moshe đã cho trở về nhà cha cùng hai con trai một tên là Gershon vì Moshe đã nói rồi kiều ngủ nơi ngoại bang và một tên là Eliezer vì người lại có nói Chúa trời có tổ phụ tôi đã vùi và giải cứu tôi khỏi gươm Pharaoh. Vậy, Yitro, ông gia của Môi, đến với hai con trai và vợ Môi Xe, thăm người nơi đồng, chỗ đóng trại gần bên Chúa trời. Người bé báo cùng Môi Xe rằng, ta là Yitro, ông gia của ngươi, ta cùng vợ ngươi và hai con trai đến thăm ngươi. Môi Xe ra đón rước a mình, mọp xuống và hút, hỏi thăm nhau, vào trại. Cơ liền thuộc cho ông gia mình biết mọi điều Jehovah vì Israel đã làm. ta Hỏi thăm nhau, vào trại. Cơ liền thuộc cho ông gia mình biết mọi điều Jehovah vì Israel đã làm. Pharaon và người Egypto, mọi điều khổ nhọc xảy đến cho mình. Và Đức Jehovah đã giải Israel thế nào. Jethro lấy làm vui mừng các ơn mà Đức Jehovah đã làm cho Israel giải cứu dân ấy tay người Egypto. Jethro nói rằng, đáng ngợi khen Đức Jehovah thay là đấng đã giải cứu các ngươi ra người Ai Cập và tay Pharaoh và giải cứu dân sự quyền của người Ai Cập. Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn các thần, vì người Ai Cập cậy lòng kiêu ngạo lên thì ngài thắng được chúng. giê ông gia của Môi-se, bàn bày một của lễ thiêu và vật mà dân cho Đức Chúa trời. Rồi A-rôn và các trưởng lão đến ăn bánh cùng ông gia xe trước mặt Đức Chúa ngày sau, Môi-se rồi xét đoán dân sự, dân sự bánh cùng ông gia xe trước mặt Đức Chúa. Ngày sau, Môi-se rồi xét đoán dân sự, dân sự đứng trực trước mặt người từ đến chiều. Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sền hỏi rằng, con làm chi cùng dân sự đó, sao con chỉ ngồi một mình còn cả giữ đứng trực trước mặt từ sớm mai cho điều như vậy? Môi-se bèn thưa rằng, ấy dân sự đến cùng tôi đặng hỏi Đức Chúa Trời. Nào họ có việc chi thì đến cùng tôi. Tôi xét đoán người này cùng người kia và cho họ biết những mạng lịch và luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng ông gia lại nói rằng điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con dân sự ở với con sẽ bị đuối sai vì việc đó nặng quá sức con một mình gánh chổi. Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời cầu xin Đức Giê-hô-va phù cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân trước mặt Đức Chúa Trời và định mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng liệt cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân trước mặt Đức Chúa Trời và định mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lĩnh và luật pháp Ngài mà dạy họ chỉ cho đường nào phải đi và điều chi phải làm. Nhưng chọn lấy trong vòng dân sự mấy ngài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự thởi mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn, hoặc trăm người, hoặc năm mươi, hoặc mười người, đặng đoán dân sự hàng ngày. Nếu việc can hệ lớn, họ hãy lên cho con, còn những nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán. Hãy sang bước gánh nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con, con chắc sẽ chịu nổi được, cả dân sự này sẽ đến chỗ bình yên vâng lời ông gia mình làm ít mọi điều người đã dạy. Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Israel những người tài năng lên trên dân sự làm trưởng trị hoặc ngàn người hoặc trăm hoặc năm mươi người. bèn chọn trong cả Israel những người tài năng lên trên dân sự làm trưởng trị hoặc ngàn người hoặc trăm hoặc năm mươi người hoặc mười. Họ xét đoán dân sự ngày. Các việc họ giải lên cho Môi-se, nhưng họ xét lấy các việc nhỏ. Đoạn Môi-se định gia mình trở về xứ người trở về xứ người 19 tháng 3 sau khi ra khỏi Sto trong ngày đón Israel đến nơi đồng vắng Sinai từ Rephidim đến nơi đồng vắng và đóng trại tại đó đối diện cùng núi mua xe bèn lên đến Đức Chúa Trời Đức Giê-hô-va ở trên mọi người mà phán rằng ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập ta chở các ngươi trên cánh chim ưng nào và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy lễ, lễ cùng một dân tộc cho ta. Bấy giờ đó, ngươi sẽ nói lại cùng Israel. Môi xe bèn đòi các trưởng lão trong dân sự thuộc cùng họ mọi lời Đức Giê-hô vặn mình nói lại. Cả dân sự đồng thinh đáp rằng, các trưởng lão trong dân sự thuộc cùng họ mọi lời Đức Giê-hô vặn mình nói lại. Cả dân sự đồng thinh đáp rằng, chúng tôi xin làm mọi Đức giê hô đã phán dặn. Môi xe bèn thuộc lời của dân sự cùng Đức giê hô -va. Ngài phán rằng, này, ta sẽ ở trong mây mịt mịt đi đến ngươi, khi nào ta phán cùng ngươi, dân sự nghe và tin cậy luôn luôn. Môi-se đem lời của dân sự đưa lại cho Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phụng môi rằng: Hãy cùng dân sự khiến dân giữ mình thánh sạch ngày và ngày mai cùng phải áo sống mình. Thứ ba, dân khá sẵn sàng vì ngày đó Đức Giê-hô-va lâm trước mắt dân sự tại núi Sinai và ngươi hãy phân định hạn cho dân sự ở chung quanh núi chặn rằng khá giữ mệt đừng leo lên núi hoặc đến chân hễ kẻ nào đúng thì sẽ bị xử tử chớ ai trái giữ mệt đừng leo lên núi hoặc đến chân hễ kẻ nào đúng thì sẽ bị xử tử chớ ai tra vào mình người đó những người đã bị luyện đá hoặc bắn tên bất luận vật hay người chẳng để cho sống đâu khi kèn thổi lên sự sẽ đến gần núi xe xuống núi đến cùng dân sự, khiến họ giữ mình sạch và giặt áo sống mình. Người dặn dân sự rằng trong ba ngày hãy sẵn sàng, chờ đến gần đàn bà. Qua sáng ngày, có sấm vang, chớn, một áng mây mịt, mịt, mịt trên núi và tiếng kèn thổi rất vang động. Cả dân sự trại quân đều rung môi xe bèn biểu khỏi trại quân, nghinh tiếp Đức chúa. Trị. Dân sự dừng lại tại chân núi và bây giờ khắp núi Sa-i đều ra khói vì Jehovah ở trong lửa giáng lâm đó khói ra khác nào khói của lò lửa lớn và cả hòn núi đều rung cách Jehovah ở trong lửa giáng lâm đó khói ra khác nào khói của lò lửa lớn và cả hòn núi đều rung cách kịch liệt tiếng kèn càng vang động Môi-se nói Đức Chúa đáp tiếng lại Jehovah giáng lâm trên chót núi Si, đòi lên môi xe bèn lên. Đức giê va phán rằng, hãy xuống, cấm dân sự đừng xông đến gần Đức Giê-hô-va mà nhìn, e nhiều người trong bọn phải chết. Dầu những thầy tế đến gần Đức Giê-hô-va, cũng giữ mình thánh sạch, tài hại họ chăng. Môi xe thưa cùng Đức giê va rằng, dân sự chẳng được lên núi Sinai đâu, vì Ngài có cấm chúng tôi mà phát. Hãy phân định dân chung quanh núi, và phân biệt đó là đất thánh. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy đi xuống, rồi đe rôn lên cùng ngươi. Những thầy tế lễ và dân sự chớ sông pha đặng lên đến hô va hãy đi xuống, rồi đe rôn lên cùng ngươi. Những thầy tế lễ và dân sự chớ sông pha đặng lên đến hô va e ngài hạ họ chăng. Vậy, ta đi xuống, nói lại ông sự nghe. ông sự nghe. chương 20. Bây giờ, Đức Chúa phán mọi lời này rằng, Ta là Jehovah Đức Chúa ngươi, đã rút ngươi ra khỏi Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc thấp này, hoặc trong nước giấc. Ngươi chớ của trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghĩ đặng làm nên ngày thánh ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày. Nhưng ngày hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, vật của ngươi hoặc khách ngoại ăn ở trong nhà ngươi đều có làm công việc chi hết. Trong sáu ngày, Đức giê va đã dựng trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngươi nghỉ, vậy nên jehovah đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh hãy hiếu kính cha ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà jehovah đức chúa trời ngươi ban cho ngươi chết người ngươi chớ phạm tội tà dâm ngươi trộm cướp ngươi chớ nói dối cho kẻ lân cận mình ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi cũng đừng tham vợ người hoặc tôi trai tớ gái bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi và cả dân sự nghe sấm vang tiếng kèn thổi thấy nhoáng núi ra khói thì rút rẫy và đứng cách tận xa dân sự bèn nói cùng môi xe rằng chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe nhưng cầu xin đức chúa trời chớ phán cùng e chúng tôi phải chăng mô xe đáp rằng đừng sợ chi vì đức chúa trời giáng lâm đặng thử các ngươi hầu cho sự kính sợ ngài ở trước mặt các ngươi cho các ngươi không phạm tội vậy dân sự đứng cách tận xa còn mô xe đến gần đám mây đen kịt có đức chúa trời ngự ở trong đức chúa hô va phán cùng mô xe rằng ngươi hãy nói cho dân israel như vậy các ngươi đã thấy ta từ trên trời phán xuống cùng vậy chớ đúc tượng thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với ta. Ngươi hãy lập, ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dân của lễ thiêu cùng của lễ thù ân của ngươi hoặc chiên hay bò. Phạm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. Nếu ngươi lập cho ta một bàn thờ bằng đá, chớ dùng đá chạm, vì nếu ngươi dùng đồ để chạm, thì sẽ làm đá đó ra ô uế ngươi chớ đi từ bậc thang lên bàn thờ ta, hầu cho sự lõa lồ ngươi không tố lộ. Chương 21 Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Heberer, nó sẽ hầu việc cho 6 năm, nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình thì sẽ ra một mình, nếu có vợ thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sinh được con trai hay gái thì nó sẽ ra một mình vợ và con thuộc về chủ nếu kẻ tôi mỏi nói rằng tôi thương chủ vợ và con tôi không muốn ra được tự do thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt đức chúa trời biểu lại gần cửa hay là cột rồi lấy mũi dùi xỏ tai nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời nếu ai bán con gái mình làm con đòi con gái đó không được ra như các đầy tớ kia nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chứ không có phép gạt rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang. Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất, chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào nếu người chủ không làm theo ba điều này nàng được phép ra không chẳng phải thối tiền lại kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử nhược bằng kẻ đó chẳng phải mưu giết nhưng vì đức chúa trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người thì dẫu rằng nó núp nơi bàn thờ ta ngươi cũng bắt mà giết đi kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử kẻ nào bắt người và bán hoặc giữ lại trong tay mình sẽ bị xử tử kẻ nào mắng cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử khi hai người đánh lộn nhau người này đánh người kia bằng đá hay là đấm cú không đến đổi phải chết nhưng phải nằm liệt giường nếu đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được người đánh đó sẽ được tha tội nhưng chỉ phải đền tiền thiệt hại trong mấy ngày nghỉ và nuôi cho đến khi lành mạnh khi người chủ lấy gậy đánh đầy tớ trai hay gái mình và chết liền theo tay thì chắc phải bị phạt song nếu đầy tớ trai hay gái còn sống một hai ngày người chủ khỏi tội vì nó vốn là tài sản của chủ nếu người ta đánh nhau đụng nhầm một người đàn bà có thai làm cho phải xảo nhưng chẳng bị sự hại chi khác thì kẻ đánh nhầm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định và trả tiền trước mặt quan án còn nếu có sự hại chi thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng lấy mắt thường mắt lấy răng thường răng lấy tay thường tay lấy chân thường chân lấy phỏng thường phỏng lấy bầm thường bầm lấy thương thường thường. Nếu ai đánh nhầm con mắt đầy tớ trai hay gái mình làm cho mất đi thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất con mắt. Nếu ai làm rụng một răng của đầy tớ trai hay gái mình thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất một răng. Ví có một con bò bán nhầm một người đàn ông hay đàn bà phải chết đi. Con bò sẽ bị ném đá chết. Người ta không nên ăn thịt nó con người chủ bò sẽ được vô tội. Nhưng ngộ từ trước, con bò có tật hay bán và chủ đã bị mắng vốn mà không cầm giữ. Nếu bò này còn giết một người đàn ông hay đàn bà, thì nó sẽ bị ném đá và chủ sẽ bị xử tử nữa. Nhược bằng người ta định giá cho chủ bò chuột mạng, chủ phải chuột mạng mình y như giá đã định nếu bò bán nhầm một đứa con trai hay là con gái người ta cũng sẽ chiếu theo luật này con bò bán nhầm một đứa đầy tớ trai hay gái chủ bò phải trả ba chục chiếc lơ bạc cho chủ nó rồi bò sẽ bị ném đá chết nếu ai mở miệng hầm hay là đào hầm mà chẳng đậy lại và nếu có bò hay là lừa té xuống đó chủ hầm sẽ bồi thường giá tiền cho chủ của súc vật nhưng súc vật bị giết đó sẽ về phần mình bằng bò của ai bán nhầm bò của kẻ lân cận mình phải chết đi. Hai người hãy bán bò sống đó, chia tiền và chia luôn con bò chết nữa. Nếu người chủ đã tỏ tường trước rằng bò mình có tật hay bán mà không lo cầm giữ, chủ phải lấy bò thường bò, nhưng bò chết sẽ về phần người. Chương 22 Ví ai bắt trộm bò hay chiên, rồi giết hoặc bán đi, thì phải thường năm con bò cho một con và bốn con chiên cho một con nếu kẻ trộm đang cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân kẻ trộm phải bồi thường bằng chẳng có chi thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp mình nếu vật mà kẻ trộm đã lấy hoặc bò lừa hay chiên hãy còn thấy sống trong tay thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai ngộ ai làm hư hại trong ruộng hay là vườn nho thả súc vật mình vào ăn trong ruộng người khác thì ai đó phải lấy hoa lợi tốt nhất của ruộng hay là vườn nho mình mà thường bồi nếu lửa nổi đốt bụi gai và cháy lan qua lúa đã bó mùa màng hay là đồng ruộng thì kẻ nổi lửa đó phải bồi thường trọn mọi vật đã bị cháy khi ai giao tiền bạc hay đồ vật cho kẻ lân cận mình giữ rủi bị trộm cắp tại nhà kẻ lân cận đó nếu tên trộm đã bị bắt được thì nó phải thường gấp hai nếu kẻ trộm không bị bắt được thì chủ nhà cho gửi phải dẫn đến trước mặt đức chúa trời đặng thề rằng mình chẳng hề đặt tay vào tài vật của kẻ lân cận mình trong mọi việc gian lận nào hoặc về một con bò, một con lừa, một con chiên, áo sống hay là một vật chi bị mất mà có người nói rằng quả thật là đồ đó thì phải đem duyên cớ hai đàn đến trước mặt Đức Chúa Trời. Kẻ nào bị ngài xử phạt phải thường bồi cho kẻ lân cận mình gấp hai. Nhược bằng người nào giao lừa, bò, chiên hoặc súc vật nào khác cho kẻ lân cận mình giữ và bị chết, gãy một giò hay là bị đuổi đi không ai thấy thì hai đàn phải lấy danh Đức Giê-hô-va mà thề, hầu cho biết rằng người giữ súc vật có đặt tay trên tài vật của kẻ lân cận mình chăng. Người chủ con vật phải nhận lời thề, và người kia chẳng bồi thường. Còn nếu con vật bị bắt trộm thì người lãnh giữ phải thường bồi cho chủ nó. Nếu con vật bị thú rừng xé chết, người lãnh giữ phải đem nó ra làm chứng sẽ không phải bồi thường vật bị xé đó. Ví ai mượn người lân cận mình một con vật mà nó gãy một giò hoặc bị chết, không có mặt chủ, thì ai đó phải bồi thường. Nếu chủ có mặt tại đó thì không phải bồi thường. Nếu con vật đã cho mướn thì giá mướn thế cho tiền bồi thường. Nếu kẻ nào hòa dụ và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá, thì kẻ đó phải nộp tiền xính và cưới nàng làm vợ nhược bằng cha nàng quyết từ chối không gả, thì kẻ đó phải nộp tiền bằng số tiền xính của người gái đồng trinh. Người chớ để các đồng cốt sống. Kẻ nào nằm cùng một con vật sẽ bị xử tử. Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt. Người chớ nên bạc đãi khách ngoại bang và cũng chẳng nên hà hiếp họ vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Egypto. Các ngươi chớ ức hiếp một người quá bụa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ và họ kêu vang ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ. Cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên quá bụa và con các ngươi sẽ mồ côi. Trong dân ta, có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Nếu ngươi cầm áo sống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn, vì là đồ chỉ có che thân, là áo sống che đậy da mình. Người lấy chi mà ngủ. Nếu người đến kêu vang ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là đấng hay thương xót ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời và cũng đừng rủa xả vua chúa của dân sự ngươi. Ngươi chớ trễ nải mà dâng cho ta những hoa quả đầu mùa của ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy nơi bàn ép. Ngươi cũng phải dâng cho ta con trai đầu lòng ngươi. Về phần chiên và bò, ngươi cũng hãy làm như vậy. Trong bảy ngày đầu, con đầu lòng ở cùng mẹ nó. Qua ngày thứ tám, ngươi hãy dâng nó cho ta các ngươi sẽ làm người thánh của ta. Chớ nên ăn thịt chi bị thú rừng xé ở ngoài đồng. Hãy luyện cho chó ăn. Chương 23 Ngươi chớ đồn huyễn, chớ hùa cùng kẻ hung ác đặng làm chứng dối. Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy. Khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công bình ngươi chớ tư vị kẻ nghèo trong việc kiện cáo. Nhược bằng ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc, thì buộc phải đem về cho họ. Ngộ ngươi thấy lừa của kẻ ghét mình bị chở nặng phải quỵ, chớ khá bỏ ngơ, phải cứu nó cho được nhẹ. Trong cơn kiện cáo, ngươi chớ phạm quyền lợi của người nghèo ở giữa vòng ngươi. Ngươi phải tránh xa các lời giả dối, Chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu. Ngươi chớ nhậm của hối lộ, vì của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí và làm mất duyên do của kẻ công bình. Ngươi chớ hiếp đáp người ngoại bang, vì các ngươi đã kiều ngụ tại xứ Egypto. Chính các ngươi hiểu biết lòng khách ngoại bang là thế nào. Trải sáu năm ngươi hãy gieo trong đất thâu lấy hoa lợi nhưng qua năm thứ bảy hãy để đất hoang cho nghỉ hầu cho kẻ nghèo khổ trong dân sự ngươi được nhờ lấy hoa quả đất đó còn dư lại bao nhiêu thú vật ngoài đồng ăn lấy cũng hãy làm như vậy về vườn nho và cây olive luôn trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc mình nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng sức lại người khá giữ hết mọi lời ta phán cùng ngươi chớ xưng đến danh các thần khác chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra mỗi năm ba kỳ ngươi sẽ giữ lễ kính ta ngươi hãy giữ lễ bánh không men phải ăn bánh không men trong bảy ngày về mùa tháng lúa trổ như lời ta đã phán dặn vì trong tháng đó ngươi ra khỏi xứ Egypto. Lại chẳng ai nên tay không đến trước mặt ta. Ngươi hãy giữ lễ mùa màng, tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng. Và giữ lễ mùa gặt về lúc cuối năm, khi các ngươi đã hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi. Mỗi năm ba kỳ, các người nam phải đến trước mặt Chúa, tức là Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ dân huyết của con sinh tế ta chung với bánh có pha men, còn mỡ của nó dân nhằm ngày lễ kính ta, chớ để trọn đêm đến sáng mai. Những hoa quả đầu mùa của đất, ngươi phải đem đến đền thờ giê Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nên nấu dê con trong sữa mẹ nó. Đây này, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị trước mặt người ngươi khá giữ mình phải nghe theo lời chứ nên phản nghịch ngươi sẽ chẳng tha tội ngươi đâu vì danh ta ngự trong mình người nhưng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời người cùng làm theo mọi lời ta sẽ phán ta sẽ thù nghịch cùng kẻ thù nghịch ngươi và đối địch với kẻ đối địch ngươi vì thiên sứ ta sẽ đi trước mặt đưa ngươi vào xứ của dân Amorit dân Hê-tít, dân phê dân Ca-na-an, dân hevit vít và dân Jebusit, bu rồi ta sẽ diệt chúng nó. Ngươi chớ quỳ lại và hầu việc các thần chúng nó, chớ bắt chước công việc họ, nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các pho tượng họ đi. Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi trong xứ ngươi sẽ chẳng có đàn bà xảo thai hay là đàn bà son sẻ. Ta sẽ cho ngươi được trường thọ. Ta sẽ sai sự kinh khiếp ta đi trước. Hãy ngươi đến dân nào, ta sẽ làm cho dân ấy vỡ chạy lạc đường và cho kẻ thù nghịch ngươi xây lưng trước mặt ngươi. Ta sẽ sai ông lỗ đi trước đánh đuổi dân hê vít dân Canaan, dân Hê-tít khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ chẳng đuổi chúng nó đi hết trong một năm đâu, e khi xứ sẽ trở nên đồng vắng và loài thú rừng sinh sản ra đông hại ngươi chăng. Nhưng ta sẽ đuổi chúng nó lần lần khỏi trước mặt ngươi cho đến chừng nào số ngươi thêm nhiều và có thể cầm đất đó làm sản nghiệp. Ta sẽ phân định bờ cõi ngươi từ biển đỏ, chí biển Philippines, từ đồng vắng đến sông cái. Vì ta sẽ giao phú dân đó vào tay ngươi, và ngươi sẽ đuổi chúng nó khỏi mặt mình. Ngươi đừng kết giao ước cùng chúng nó hoặc cùng các thần của chúng nó. Họ sẽ chẳng ở trong xứ ngươi đâu. E khi chúng nó xui cho ngươi phạm tội cùng ta mà hầu việc các thần họ chăng. Điều đó chắc sẽ thành một cái bẫy cho ngươi vậy. Chương 24 Đức Chúa Trời phán cùng mô xe rằng Ngươi và Aaron, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lại chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi. Còn họ không đến gần và dân sự cũng không lên cùng người. Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán giải. Môi xe chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va, rồi dậy sớm xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng 12 cây trụ chỉ về 12 chi phái Israel. Người sai kẻ trai trẻ của dân Israel đi dân của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va bằng con bò tơ. mua xe lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ. Đoạn, người cầm quyển sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng, chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ. Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng, đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời này. Đoạn Môi-se và A-rôn, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel đều lên núi, ngó thấy Đức Chúa Trời của Israel. Dưới chân ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh quang. Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Israel, nhưng họ ngó thấy Đức Chúa Trời thì ăn và uống. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó. Ta sẽ ban cho ngươi bản đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép, đặng dạy dân sự. Mô-xe bèn chờ dậy cùng Dô-xê, kẻ hầu mình, rồi Mô-xe đi lên núi Đức Chúa Trời. Người bạn nói cùng các trưởng lão rằng, hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. Này Aaron và Hurer ở lại cùng các ngươi, ai có việc chi, hãy hỏi hai người đó. Vậy, Moshe lên núi, mây che phủ núi. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Sinai. Trong sáu ngày, mây phủ núi. Qua ngày thứ bảy, Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Moses cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào như đám lửa hừng. Môi-se vào giữa đám mây lên núi, ở tại đó trong 40 ngày và 40 đêm. Chương 25 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, Hãy nói cùng dân Israel đặng họ dân lễ vật cho ta. Các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dân cho này là lễ vật các ngươi sẽ nhận lấy của họ vàng bạc và đồng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm vải gai mịn lông dê da chiên đực nhuộm đỏ da cá nược cây si tim dầu thấp hương liệu đặng làm dầu sức và hương bích ngọc cùng các thứ ngọc khác để gắn vào ephod và bản đeo ngực họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ Hãy làm đền đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Vậy, chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây si tim, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi và bề cao cũng một thước rưỡi. Lấy vàng rồng bọc trong bọc ngoài và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. Ngươi cũng hãy đúc bốn khoen bằng vàng để tại bốn góc hòm, hai cái bên hông này, hai cái bên hông kia, Cùng làm hai cây đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi lòn đòn vào khoen hai bên hông hòm để dùng đòn khiên hòm. Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. Ngươi hãy cất vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi. Lại làm hai tượng cherubim bằng vàng giác mỏng để hai đầu nắp thi ân, ló ra ngoài, một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia. Hai cherubim sẽ xè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó và ở trên nắp thi ân giữa hai tượng cherubim trên hòm bản chứng. Ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel. Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn bằng cây si tim, bề dài hai thước, bề ngang một thước, và bề cao một thước rưỡi, bọc bằng vàng rồng và chạy một đường viền chung quanh. Rồi lên be cho tứ vi bàn, cao chừng bốn ngón tay, và chạy cho be một đường viền vàng. Lại đúc bốn cái khoen vàng, tra vào bốn góc nơi chân bàn. Khoen sẽ ở gần be để xỏ đòn khiên bàn ngươi hãy chuốt đòn bằng cây suy si tim bọc vàng rồi người ta sẽ dùng khiên bàn đó lại hãy lấy vàng ròng mà làm dĩa chén chậu và ly đặng dùng làm lễ quán trên bàn ngươi sẽ để bánh trần thiết cho có luôn luôn trước mặt ta ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng cái chân cái thân cái đài cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giác hai bên thân đèn sẽ có 6 nhánh nước ra 3 nhánh ở bên này và 3 nhánh ở bên kia Trong 6 nhánh nước ra trên chân đèn mỗi nhánh đều sẽ có 3 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa Trên thân chân đèn lại cũng sẽ có 4 cái đài hình hột hạnh nhân bầu và hoa Trong 6 nhánh từ thân chân đèn nước ra hệ cứ mỗi 2 nhánh thì dưới có một cái bầu bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng rồng nguyên miếng đánh giá. Ngươi cũng hãy làm bảy cái thép đèn, đặng hễ khi thấp thì chiếu trước chân đèn. Kéo bắt tim cùng đồ dựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng rồng. Người ta sẽ dùng một ta lân vàng rồng làm chân đèn này và các đồ phụ tùng của chân đèn. Vậy, ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi chương 26. Ngươi hãy dùng 10 bức màn mà làm đền tạm, màn dệt bằng vải gai mịn, chỉ tím, đỏ điều và đỏ sậm, có thêu các hình cherubim cực xảo. Mỗi bức màn bề dài 28 thước, bề rộng 4 thước. Các bức đều đồng cỡ với nhau. Mỗi năm bức màn sẽ kết dính lại nhau. Ngươi hãy thắt vòng chỉ tím nơi chuyên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên và cũng làm như vậy cho đầu chót của bức màn cuối trong bức nguyên thứ nhì. Lại làm 50 cái vòng cho bức màn thứ nhất và 50 cái vòng nơi đầu chiên bức nguyên thứ nhì. Các vòng hai bên sẽ đối nhau. Cũng hãy làm 50 cái móc bằng vàng rồi móc bức nguyên này qua bức nguyên kia hầu cho đền tạm kết lại thành một. Ngươi cũng hãy kết 11 bức màn bằng lông dê để dùng làm bông che trên đền tạm bề dài mỗi bức màn ba chục thước, bề rộng bốn thước, mười một bức đồng một cỡ với nhau. Ngươi hãy kết năm bức màn này riêng ra và sáu bức màn kia riêng ra, nhưng hãy gấp đôi bức màn thứ sáu ở trước đền tạm. Lại thắt năm chục cái vòng nơi chuyên màn thứ nhất, ném về cuối của bức nguyên thứ nhất và năm chục cái vòng nơi chuyên màn của bức nguyên thứ nhì. Cũng làm năm chục cái móc bằng đồng móc vào vòng, rồi hiệp cái bông lại để nó thành ra một. Nhưng còn dư, tức là phân nửa của bức màn dư trong bức bông nguyên, thì sẽ sủ xuống phía sau đền tạm. Phần bề dài dư trong các bức màn của bông, bên này một thước, bên kia một thước, thì sẽ sủ xuống hai bên hông đền tạm, đặng che vậy. Ngươi hãy làm một tấm lá phủ bằng da chiên được nhuộm đỏ để trên bông, và kết một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên nữa. Ngươi cũng hãy làm những ván cho vách đền tạm bằng cây si tim. Mỗi tấm trường 10 thước, hoành một thước rưỡi, có hai cái mộng liền nhau, hết thảy các tấm ván vách đền tạm, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Về phía nam đền tạm, ngươi hãy làm 20 tấm ván. Dưới 20 tấm ván hãy đặt 40 lỗ mộng bằng bạc cứ hai lỗ mộng ở dưới để chịu hai cái mộng của mỗi tấm ván lại hãy làm hai mươi tấm ván về phía bắc đền tạm và bốn mươi lỗ mộng bằng bạc cứ dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng ngươi cũng hãy làm sáu tấm ván về phía sau đền tạm tức là về hướng tây về hai góc phía sau đền tạm phải làm hai tấm ván khít nhau từ dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu hai cái góc đều làm như vậy Thế thì, có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc, cứ hai lỗ mộng ở dưới mỗi một tấm ván. Lại, ngươi hãy làm 5 cây xà ngang bằng gỗ si tim cho những tấm ván về phía bên này, 5 cây xà ngang về phía bên kia và 5 cây xà ngang khác nữa về phía sau của đền tạm, tức là hướng Tây. Cây xà ngang giữa sẽ ở về thân giữa những tấm ván chạy suốt từ đầu này đến đầu kia cũng hãy lấy vàng bọc ván cùng sàn ngang và làm những khoen bằng vàng đặng xỏ các cây sàn ngang. Ngươi phải dựng đền tạm y như kiểu đã chỉ cho ngươi trên núi vậy. Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím đỏ điều đỏ sậm, có theo những hình cherubim cực xảo, rồi sủ màn đó trên bốn trụ bằng cây si tim bọc vàng, dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc. Các móc trụ đều bằng vàng ngươi sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bông, rồi ở phía trong màn để hòm bản chứng. Màn này dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi chí thánh. Đoạn, hãy để cái nắp thi ân trên hòm bản chứng đặt trong nơi chí thánh. Bên ngoài bức màn về phía bắc đền tạm thì để cái bàn, còn cây chân đèn thì để về phía nam đối ngang cái bàn. Về cửa trại, ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai đậu mịn có theo cực xảo. Rồi làm cho bức màn này năm cái trụ bằng cây xi si tim bọc vàng, đinh nó cũng bằng vàng và đúc năm lỗ trụ bằng đồng. Chương 27 Ngươi cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây xi si tim hình vuông, năm thước bề dài, năm thước bề ngang và bề cao ba thước. Nơi bốn góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng những đồ phụ tùng của bàn thờ thì hãy làm bằng đồng, bình đựng cho, vá, ảng, nĩa và bình hương. Lại làm cho bàn thờ một tấm rá bằng lưới đồng và nơi bốn góc rá làm bốn cái khoen bằng đồng, rồi để rá đó dưới thành bàn thờ, từ dưới chân lên đến nửa bề cao. Cũng hãy chuốt đòn khiêng bàn thờ bằng cây suy si tim bọc đồng, rồi xỏ vào những khoen. Khi khiêng đi, đòn sẽ ở hai bên bàn thờ bàn thờ sẽ đóng bằng ván trống bọng làm y như đã chỉ cho ngươi trên núi vậy ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm về phía nam có hành lang làm bố vi bằng vải gai đậu miệng dài trăm thước cùng hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng đinh và nuông trụ thì bằng bạc về phía bắc cũng vậy bố vi đó có trăm thước bề dài hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng Đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Bố vi của hành lang về phía tây có 50 thước bề dài, 10 cây trụ và 10 lỗ trụ. Bề ngang của hành lang phía trước, tức là phía đông, có 50 thước. Phía hữu có 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Phía tả có 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ điều đỏ sậm có thêu cùng bốn cây trụ và bốn lỗ trụ hết thảy trụ xung quanh hành lang đều sẽ có nhờ nuông bạc chấp lại với nhau Đính trụ thì bằng bạc lỗ trụ thì bằng đồng bề dài của hành lang được một trăm thước bề ngang mỗi phía năm chục thước bề cao năm thước bố vi sẽ bằng vải gai đậu miệng, còn những lỗ trụ thì bằng đồng. Hết thải đồ phụ tùng dùng về các việc phụng sự trong đền tạm cùng cây nọc của đền tạm và cây nọc của hành lang đều sẽ làm bằng đồng. Ngươi hãy truyền cho dân Israel đem đến dầu lọc olive ép đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn. Trong hội mạc, ở ngoài màn trước hòm bản chứng, Aaron cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, Hậu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Israel phải giữ. Chương 28 Trong vòng dân Israel, ngươi hãy chọn A-rôn anh ngươi cùng các con trai người là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta ngươi hãy chế bộ áo thánh cho Aaron anh ngươi để người được vinh hiển trang sức. Hãy truyền cho hết thảy kẻ thông minh là người ta đã ban cho đầy tính trí huệ, chế bộ áo cho Aaron, đặng biệt người riêng ra thánh, hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. Đây là bộ áo mà họ sẽ chế. Bản đeo ngực, ephod, áo dài, áo lá trong theo, mũ và đai thế thì họ sẽ chế bộ áo thánh cho Aaron anh ngươi cùng các con trai người để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta. Họ sẽ dùng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn. Họ sẽ chế ephod bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn theo cực xảo. Hai bên ephod làm hai đai vai đâu đầu vào ephod. Đai để cột ephod ở phía ngoài sẽ làm nguyên miếng một cũng như công việc e phó, bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn ngươi hãy lấy hai viên bích ngọc mà khắc các tên con trai israel ở trên sáu tên trên viên bích ngọc này sáu tên trên viên bích ngọc kia tùy theo thứ tự ngày sinh của họ phải khắc các tên con trai israel trên hai viên bích ngọc đó như cách của thợ khắc con dấu và khảm trong khuôn bằng vàng đoạn gắn hai viên bích ngọc đó trên hai đai vai Ephod dùng làm ngọc kỷ niệm về con cháu Israel. Aaron sẽ mang tên của họ trên hai vai mình làm kỷ niệm trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi cũng hãy làm móc gài bằng vàng, đánh hai sợi chuyền nhỏ bằng vàng rồng như hình dây, rồi để chuyền đánh như thế và móc gài bản đeo ngực về sự xét đoán ngươi cũng phải làm cho cực xảo y như e phó, tức là bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn bản đeo ngực hình vuông và may lót bề dài một em bang bề ngang một em ban ngươi hãy gắn bốn hàng ngọc vào bản đeo ngực hàng thứ nhất gắn ngọc mã não ngọc hồng bích và ngọc lục bửu hàng thứ nhì ngọc phỉ túy ngọc lam bửu và ngọc kim cương hàng thứ ba ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não và ngọc tử tinh. Hàng thứ tư, ngọc huỳnh bích, ngọc hồng mã não và bích ngọc. Các ngọc này sẽ khảm vào khuôn bằng vàng. Số các ngọc đó hết thảy là 12 viên, tùy theo tên các con trai Israel. Trên mỗi viên ngọc sẽ khắc tên của một trong 12 chi phái Israel như người ta khắc con dấu vậy. Ngươi hãy làm các sợi chuyền bằng vàng rồng đánh như hình dây, truyền trên bảng đeo ngực, rồi làm hai khoanh bằng vàng để ở hai góc đầu trên bảng, cùng cột hai sợi truyền vàng vào hai khoanh nơi hai đầu bảng và hai đầu sợi truyền cột vào móc gai. Đoạn gắn trên hai đai vai e về phía đằng trước ngực. Ngươi cũng hãy làm hai cái khoanh bằng vàng nữa để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực về phía trong e phó. Lại làm hai khoanh khác nữa bằng vàng gắn vào hai đầu dưới đai vai ephod ném về phía trước ở trên đai gần chỗ giáp mối. Rồi một sợi dây màu tím sẽ cột hai cái khoanh có bảng đeo ngược lại cùng hai cái khoanh ephod hầu cho nó dính với đai đừng rớt khỏi ephod. Thế thì khi nào Aaron và nơi thánh sẽ mang trên lòng mình tên các con trai Israel nơi bản đeo ngực về sự xét đoán, đặng giữ làm kỷ niệm luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va trên bản đeo ngực của sự xét đoán ngươi hãy gắn Urim và Thumim vào. Đặng khi Aaron đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy trước mặt Đức Giê-hô-va, Aaron sẽ mang sự xét đoán của con trai Israel trên lòng mình luôn luôn. Ngươi cũng hãy may áo dài của Ephod toàn bằng vải tím. Ở giữa áo có một lỗ trồng đầu vào, viền chung quanh, dệt như lỗ áo giáp mặt lưới để cho khỏi tét nơi biên dưới, hãy thắt trái lựu màu tím, đỏ điều, đỏ sậm, cùng chuông vàng nhỏ đương tréo nhau ở vòng theo viền. Nghĩa là một cái chuông rồi kế một trái lựu ở vòng khắp chung quanh viền áo. Khi A-rôn hầu việc tế lễ, sẽ mặc áo đó và khi vào hay ra nơi thánh trước mặt Đức Giê-hô-va, người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng nhỏ và A-rôn khỏi chết vậy. Ngươi cũng hãy làm một cái thẻ bằng vàng rồng, trên đó khắc như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va. Rồi lấy một sợi dây màu tím buộc thẻ đó để trên đằng trước cây mũ. Thẻ đó sẽ ở trên trán A-rôn. A-rôn gánh tội lỗi của dân Israel phạm trong khi họ dân của lễ thánh. Thẻ đó sẽ ở nơi trán A-rôn luôn luôn để dân sự được đẹp ý Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy chế một cái áo lá mặt trong bằng vải gai mịn, một cái mũ bằng vải gai mịn và một cái đai theo. Ngươi cũng hãy chế cho các con trai Aaron áo lá, đai và mũ, hầu cho họ được vinh hiển và trang sức. Đoạn, hãy lấy các bộ áo đó mặc cho Aaron anh ngươi cùng các con trai người. Hãy sức dầu cho, lập và biệt riêng ra thánh để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy chế cho họ quần lót trong bằng vải gai, đặng che sự lõa lồ mặc từ ngang lưng quần cho đến bắp vế. Aaron cùng các con trai người sẽ mặc quần đó trong khi vào hội mạc hay là đến gần bàn thờ đặng làm việc tế lễ trong nơi thánh thì chẳng mắc tội và chẳng chết đâu. Ấy là một mạng lệnh đời đời cho Aaron và dòng dõi người. Chương 29. Đây là điều ngươi sẽ làm, đặng biệt Aaron và con trai người riêng ra thánh để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy bắt một con bò tơ đực và hai con chiên đực không tỳ vít, dùng bột mì thật mịn làm bánh không men, bánh nhỏ không men nhồi với dầu và bánh tráng không men tẩm dầu, rồi để các bánh đó trong một giỏ dâng luôn lên cùng bò tơ đực và hai chiên đực. Đoạn ngươi sẽ biểu A-rôn cùng các con trai người đến gần nơi cửa hội mạc, rồi lấy nước tắm cho họ. Kế đó, lấy bộ áo mặc cho A-rôn, tức là áo lá mặt trong, áo dài của ephod, ephod và bản đeo ngực, rồi lấy đai của ephod thắt lưng cho người. Đoạn, đội cái mũ lên đầu và để thẻ thánh trên mũ, cùng lấy dầu sức đổ trên đầu và sức cho người. Lại biểu các con trai Aaron đến gần mặc áo lá cho họ, rồi lấy đai thắt lưng và đội mũ cho Aaron cùng các con trai người. Thế thì, chức tế lễ sẽ bởi mạng lệnh đời đời cho họ ngươi lập Aaron và các con trai người là thế. Đoạn, hãy dắt con bò tơ đực lại gần trước hội mạc. Aaron cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu con bò đó. Ngươi hãy giết bò đực trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi cửa hội mạc, rồi lấy huyết bò đó nhúng ngón tay vào, bôi các sừng của bàn thờ và đổ khắp dưới chân bàn thờ. Cũng hãy lấy hết thảy những mỡ bọc ruột tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật và mở trên trái cật mà đem sông trên bàn thờ. Nhưng ở ngoài trại quân hãy thiêu hết thịt da và phẫn của con bò đực đó. Ấy là một của lễ chuộc tội vậy. Ngươi cũng hãy bắt một trong hai con chiên đực. Aaron và các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu nó, rồi giết chiên đực đó, lấy huyết mà rưới khắp chung quanh trên bàn thờ. Kế đó xả chiên ra từng miếng, rửa sạch bộ lòng và giò đi, rồi để lên trên các miếng đã xả và đầu nó. Đoạn xông cả con chiên đực tại trên bàn thờ. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm dân cho Đức Giê-hô-va, tức là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va vậy. Đoạn, ngươi hãy bắt con chiên đực thứ nhì. A-rôn cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu nó, rồi ngươi giết chiên đực đó, lấy huyết bôi nơi trái tay hữu của A-rôn và của các con trai người trên ngón cái bằng tay mặt và ngón cái bàn chân mặt. Huyết còn dư, hãy rưới chung quanh trên bàn thờ. Ngươi hãy lấy huyết ở nơi bàn thờ và dầu sức mà rải trên mình và quần áo Aaron cùng trên mình và quần áo các con trai người. Như vậy, Aaron cùng quần áo mình, các con trai người cùng quần áo họ sẽ được biệt riêng ra thánh. Vì cớ chiên được đó dùng làm lễ truyền chức, nên ngươi hãy lấy mỡ, đuôi, mỡ bọc ruột, tấm da mỏng bọc gan hai trái cật cùng mở trên trái cật và giò bên hữu lại lấy luôn một ổ bánh một bánh nhỏ nhồi với dầu và một cái bánh tráng ở trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va rồi ngươi để mấy món đó trong lòng bàn tay A-rôn và trong lòng bàn tay của các con trai người mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va đoạn hãy lấy ra khỏi bàn tay họ đem sông trên bàn thờ ở trên của lễ thiêu để cho có mùi thơm trước mặt Đức Giê-hô-va ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Cũng hãy lấy cái o chiên đực về lễ lập A-rôn mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, ấy sẽ về phần ngươi. Vậy, ngươi sẽ biệt riêng ra thánh cái o và giò của chiên đực đã dùng làm lễ lập A-rôn cùng các con trai người, tức là o đã đưa qua đưa lại và giò đã dơ lên. Lễ vật này sẽ do nơi Israel dâng cho A-rôn cùng các con trai người, tùy theo mạng lệnh đời đời đã lập vì là một điều ban cho bởi trong các của lễ thù ân của dân Israel, tức là một của lễ dơ lên mà họ dâng cho Đức Giê-hô-va vậy. Những áo thánh của A-rôn sẽ để lại cho các con trai nối sau người, để họ mặc áo đó được sức dầu và lập trong chức tế lễ. Ai trong vòng con trai người được làm thầy tế lễ thế cho người, mà đến hội mạc đặng hầu việc tại nơi thánh, thì sẽ mặc áo đó trong bảy ngày. Đoạn, người hãy bắt con chiên đực dùng làm lễ thiết lập mà nấu thịt nó trong một nơi thánh. Aaron cùng các con trai người sẽ ăn thịt chiên đực đó cùng bánh trong giỏ nơi cửa hội mạc. Vậy họ sẽ ăn các món này, bởi đó được chuộc tội để lập và biệt họ riêng ra thánh. Nhưng khách ngoại bang chẳng được ăn vì các món đó đã biệt riêng ra thánh rồi. Nếu thịt lễ thiết lập và bánh còn dư lại đến ngày mai, ngươi hãy thiêu trong lửa, chớ nên ăn, vì là của đã biệt riêng ra thánh. Vậy, theo mọi điều ta phán dặn, ngươi hãy làm cho Aaron cùng các con trai người và lập họ trong bảy ngày. Mỗi ngày, hãy dâng một con bò tơ đực đặng chuộc tội và dâng vì bàn thờ một của lễ chuộc tội cùng sức dầu cho để biệt bàn thờ riêng ra thánh. Trong bảy ngày, Ngươi hãy làm lễ chuộc tội cho bàn thờ và biệt riêng ra thánh. Bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, phàm vật chi đụng đến đều sẽ được nên thánh vậy. Đây là điều ngươi sẽ dâng lên bàn thờ, hai chiên con một tuổi, mỗi ngày thường thường như vậy. Buổi sớm mai, ngươi hãy dâng một trong hai chiên con, con thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối. Với con chiên thứ nhất hãy dâng một phần mười bột mì mịn nhồi với một phần tư hin dầu ép và cùng lễ quán một phần tư hin rượu nho. Về con chiên thứ nhì, hãy dâng vào buổi chiều tối với một của lễ và một lễ quán y như lễ sớm mai. Ấy là một của lễ thiêu, có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ thiêu mà các ngươi phải dâng luôn luôn, trải qua các đời, tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, là nơi ta sẽ giáng lâm mà phán cùng ngươi. Vậy ta sẽ có tại đó cùng dân Israel. Chỗ này sẽ vì sự vinh hiển ta mà được biệt riêng ra thánh. Ta sẽ biệt hội mạc cùng bàn thờ riêng ra thánh. Cũng biệt Aaron và các con trai người riêng ra thánh nữa. Đặng họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Ta sẽ ở giữa dân Israel làm Đức Chúa Trời dân ấy. Dân ấy sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời của chúng nó đã đem chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập đặng ở giữa vòng họ. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Chương 30 Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn thờ bằng cây si tim để sông hương. Mặt bàn sẽ vuông, bề dài một thước, bề ngang một thước và bề cao hai thước. Bàn thờ sẽ có bốn sừng ló ra. Ngươi hãy bọc vàng rồng trên mặt, bốn cạnh chung quanh và các sừng. Còn tứ vi chạy đường viền vàng, dưới đường viền đó nơi hai bên hãy làm hai cái khoen bằng vàng để sỏ đòn dùng đặng khiên hãy chuốt đòn khiên bằng cây xi si tim bọc vàng ngươi sẽ để bàn thờ đó trước bức màn che hòm bản chứng đối cùng nắp thi ân trên hòm là nơi ta sẽ gặp ngươi mỗi buổi sớm mai khi aaron làm đèn sẽ sông hương tại nơi đó và lúc chiều tối khi aaron thắp đèn cũng sẽ sông hương Ấy là một thứ hương phải xông trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn trải qua các đời. Trên bàn thờ này, chớ xông hương lạ hoặc dân của lễ thiêu, của lễ chay hay là lễ quán nào hết. Nhưng trải qua các đời, mỗi năm một lần, A-rôn sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc tội, bôi trên sừng bàn thờ này, đặng chuộc tội cho nó. Ấy sẽ là một việc rất thánh cho Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-xe rằng, khi nào ngươi điểm số dân Israel đặng kê sổ, mỗi tên phải nộp tiền đền mạng mình cho Đức Giê-hô-va, hầu cho khỏi mắc tai nạn chi trong khi kê sổ. Kẻ nào có tên trong sổ phải nộp nửa siết lơ, tùy siết lơ của nơi thánh, cân nặng 20 ghe ra. Vậy, nửa siết lơ tức là của dân cho Đức Giê-hô-va. Mọi người có tên vào sổ từ 20 tuổi sắp lên sẽ dân của này cho Đức Giê-hô-va khi dân của này cho Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình, người giàu không nộp trội, người nghèo không nộp thiếu nửa siết lơ. Vậy, ngươi thâu tiền đền mạng của dân Israel rồi dùng tiền đó vào việc hội mạc. Ấy là một kỷ niệm của dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe nữa rằng, Ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ và đổ nước vào. Aaron cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong. Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết. Và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là sông của lễ dùng lửa dân cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. Thế thì, họ hãy rửa tay và chân hầu cho khỏi chết. Ấy là một lệ đời đời cho Aaron cùng dòng dõi người trải qua các đời. Đức giê hô lại phán cùng Mô-xe rằng, Hãy góp các hương liệu tốt nhất, một dược nước 500 siết lơ hương nhục quế phân nửa số đó tức là hai trăm rưỡi, hương xương bồ hai trăm rưỡi, quế bì năm trăm, đều theo siết lơ nơi thánh và một hin dầu olive. Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm dùng làm dầu sức thánh. Đoạn lấy sức cho hội mạc cùng hòm bản chứng, bàn thờ cùng các đồ phụ tùng, chân đèn cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ sông hương, bàn thờ của lễ thiêu cùng các đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng. Ấy vậy, ngươi sẽ biệt các vật này riêng ra thánh, hầu cho làm rất thánh, hễ món chi đụng đến đều sẽ được nên thánh. Ngươi cũng hãy sức dầu cho A-rôn cùng các con trai người, biệt họ riêng ra thánh để làm chức tế lễ trước mặt ta. Lại hãy nói cùng dân Israel rằng, về phần ta, dầu này sẽ là dầu sức thánh trải qua mọi đời các ngươi. Chớ nên đổ trên xác thịt loài người và cũng đừng làm dầu nào khác theo phép hòa hương đó. Dầu này là thánh, cũng sẽ thánh cho các ngươi. Hễ ai chế một thứ hòa hương giống như vậy và đem rưới trên mình người ngoại bang sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe nữa rằng, hãy lấy các hương liệu, tức tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương cùng thanh nhũ hương mỗi thứ bằng nhau. Theo phép hòa hương, chế ra một thứ hương mặn, trong và thánh. Hãy nghiền nó ra bột rồi để trước hòm bản chứng trong hội mạc, tức là nơi ta sẽ gặp ngươi. Về phần các ngươi, hương này sẽ là một vật rất thánh. Còn thứ hương mà ngươi sẽ chế, chớ chế giống như phép hòa hương này. Ấy là một vật ngươi nên biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Chương 31. Đức Giê-hô-va phán cùng mô xe nữa rằng: Này, ta đã kêu tên Bích-sa-lê-en, con trai của Uri, cháu của Hú-rơ, trong chi phái yu-đa Ta đã làm cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thở. Đây, ta lại cho một người phụ việc tên là Oholiab, con trai của Ahisha mạc trong chi phái đàn. Ta cũng đã ban sự thông minh cho mọi người tài năng, hầu cho họ làm các việc ta đã phán dặn ngươi là hội mạc, hòm bản chứng, nắp thi ân ở trên hòm cùng đồ dùng trong hội mạc, bàn thờ cùng đồ phụ tùng, chân đèn bằng vàng rồng và đồ phụ tùng, bàn thờ sông hương, bàn thờ dân của lễ thiêu cùng đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng, áo lễ, áo thánh cho Aaron thầy tế lễ cả và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ, dầu sức và hương thơm của nơi thánh. Các người đó phải làm hết thảy theo lời ta đã phán dặn ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Phần ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Vậy, hãy giữ ngày Sa-bát vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị xử tử, kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa bát tức là ngày nghỉ biệt riêng ra thánh cho đức giê-hô-va trong ngày sa bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử ấy vậy dân israel sẽ giữ ngày sa bát trải các đời của họ như một giao ước đời đời ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân israel vì đức giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong sáu ngày qua ngày thứ bảy ngài nghỉ và lấy sức lại khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Mô-xe tại núi Sinai, bèn cho người hai bản chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Chương 32 Dân sự thấy Mô-xe ở trên núi chậm xuống bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng Nào, hãy làm các thần để đi trước mặt chúng tôi đi vì về phần Mô-xe này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Egypto. Chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi aaron đáp rằng hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ con trai và con gái các ngươi đi rồi đem lại cho ta hết hãy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho aaron ngươi nhận lấy nơi tai họ và dùng đục làm thành một bò con đúc dân chúng nói rằng hỡi israel này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Egypto. aaron thấy vậy bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó Đoạn người la lên rằng sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Sáng mai, dân chúng bèn thức dậy sớm, dân các của lễ thiêu và của lễ thù ân, ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng môi xe rằng hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ai đã bại hoại rồi. Vội bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một con bò tơ mọp trước tượng bò đó và dân của lễ cho nó mà nói rằng hỡi Israel đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ai Cập. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng ta đã xem thấy dân này kia là một dân cứng cổ và bây giờ hãy để mặt ta làm hầu cho cơn thành nộ ta nổi lên cùng chúng nó diệt chúng nó đi nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Môi-se Bèn nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời người rằng: Lại Đức Giê-hô-va sao nổi thạnh nộ cùng dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi xứ Ai Cập? Sao để cho người Ai Cập nói rằng Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ đặng làm hại cho, giết đi tại trong núi cùng diệt chúng nó khỏi mặt đất? Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn dán cho dân Ngài. Xin Chúa hãy nhớ lại Abraham, Isaac, Israel là các tôi tớ Ngài, mà Ngài có chỉ mình thề cùng họ rằng, ta sẽ thêm dòng dõi các ngươi lên nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho dòng dõi đó cả xứ mà ta chỉ phán và họ sẽ được xứ ý làm cơ nghiệp đời đời. Đức Giê-hô-va bèn bỏ qua điều tai họa mà Ngài nói rằng sẽ dán cho dân mình. Đoạn, Môi-se ở trên núi trở xuống, tay cầm hai bản chứng Hai bản chứng đó có viết hai bên, mặt này và mặt kia. Hai bản đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra, chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bản. Và Yô xuê nghe dân chúng la lên bèn nói cùng môi rằng, trong trại quân có tiếng chiến đấu. môi đáp rằng, chẳng phải tiếng kêu về thắng trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận, nhưng ta nghe tiếng kẻ hát. Khi đến gần trại quân, môi xe thấy bò con và sự nhảy múa bằng nổi giận, liền hai bản chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi. Đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước và cho dân Israel uống. môi xe bèn nói cùng A-rôn rằng, Dân này làm chi anh mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dương ấy? A-rôn đáp rằng, Xin Chúa tôi đừng nổi giận, Chúa biết rằng dân này chuyên làm điều ác. Họ có nói cùng tôi rằng, Hãy làm các thần đi trước chúng tôi vì về phần môi xe này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Cập. Chúng tôi chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi. Tôi bèn nói cùng chúng rằng ai có vàng hãy lột ra. Họ bèn đưa cho tôi, tôi bỏ vào lửa và bởi đó thành ra bò con này. Và môi xe thấy dân sự buông lung vì Aaron để họ buông lung đến đổi bị sỉ nhục trong vòng các thù nghịch, thì người đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng, ai thuộc về Đức Giê-hô-va hãy đến cùng ta đây. Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. Người truyền cho họ rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa này đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em bạn hữu và kẻ lân cận mình. Dân Lê Vi bèn làm y như lời mô -xê. Trong ngày đó có chừng ba ngàn người bị chết. Và mô đã truyền rằng, Ngày nay, mỗi người trong vòng các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng xá chi đến con trai hay là anh em mình hầu cho các ngươi được ơn phước vậy. Ngày mai mô nói cùng dân sự rằng, các ngươi đã phạm một tội rất trọng Xong, bây giờ ta lên đến Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi chăng? Vậy, mỗi xe trở lên đến Đức Giê-hô-va mà thưa rằng, Ôi, dân sự này có phạm một tội trọng, làm cho mình các thần bằng vàng. Nhưng bây giờ, xin Chúa tha tội cho họ. Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, kẻ nào phạm tội cùng ta Ta sẽ xóa nó khỏi sắp ta. Bây giờ hãy đi dẫn dân sự đến nơi ta đã chỉ phán. Này, thiên sứ ta sẽ đi trước ngươi. Nhưng ngày nào ta hình phạt thì sẽ phạt tội chúng nó. Đức Giê-hô-va hình phạt dân sự là vậy. Vì dân sự là gốc phạm về tượng bò vàng mà A-rôn đã làm ra. Chương 33 Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, Này, ngươi, cùng dân sự mà ngươi đã dẫn ra khỏi xứ ai hãy từ đây đi lên xứ ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob rằng ta sẽ ban xứ đó cho dòng dõi ngươi. Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước ngươi và sẽ đuổi dân Canaan, dân Amorit, dân Hethit, dân Pheresit, dân Hevit và dân Y-bu-sít, đặng đưa các ngươi vào xứ đượm sữa và mật. Nhưng ta không cùng lên với ngươi đâu, vì ngươi là dân cứng cổ, e ta diệt ngươi dọc đường chăng? Khi dân sự nghe lời hâm này, bèn đều để tan, không ai đeo đồ trang sức hết. Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng môi xe rằng, hãy nói cùng dân Israel, các ngươi là dân cứng cổ, nếu ta cùng lên với các ngươi chỉ trong một lúc, thì ta sẽ diệt các ngươi. Vậy bây giờ, hãy cất đồ trang sức trong mình ngươi đi, đặng ta biết liệu đãi ngươi cách nào. Thế thì, từ núi Horeb, dân Israel đã lột các đồ trang sức mình. Mô-xe lấy trại, đem dựng xa ra ngoài trại quân gọi là hội mạc. Phàm ai muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì ra đến hội mạc ở ngoài trại quân. Vừa khi Mô-xe ra đến trại thì cả dân sự trỗi dậy. Mỗi người đứng nơi cửa trại mình, ngó theo Mô-xe cho đến khi nào người vào trong trại rồi. Vừa khi người vào đó thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa trại và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. Cả dân sự thấy trụ mây dừng tại cửa trại và đứng dậy, rồi mỗi người đều sắp mình xuống nơi cửa trại mình. Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Đoạn Môi-se trở về trại quân, còn kẻ hầu trẻ của người tên là Giô-suê con trai của Nun không ra khỏi trại. mô thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Này, Chúa phán cùng chúng tôi rằng, Hãy đem dân sự này lên. Xong Chúa chẳng cho tôi biết Chúa sai ai đi cùng tôi. Và Chúa có phán rằng, Ta biết ngươi vì danh ngươi, Và ngươi được ơn trước mặt ta. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, Xin cho tôi biết đường của Chúa để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân này là dân của Ngài. Đức Giê-hô-va đáp rằng, chính mình ta sẽ đi cùng ngươi và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Mô-xe thưa rằng, nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài. Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì, tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất. Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng, Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Mô xe thưa rằng, tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta danh hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi, làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán, đi, có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại và ngươi thấy phía sau ta nhưng thấy mặt ta chẳng được. Chương 34. Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng: Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước, rồi ta sẽ viết trên hai bảng này các lời đã ở nơi hai bảng kia mà ngươi đã làm bể. Ngày mai hãy trực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Sinai, đứng trước mặt ta tại đó không ai nên lên theo cùng ngươi hết. Khắp núi, không nên thấy có người, và chiên, bò cũng chẳng nên ăn cỏ nơi núi này nữa. Môi xe bèn đục hai bảng đá y như hai bảng trước. Dậy sớm, cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Sinai, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên môi xe và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng, Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực. Ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. môi xe lật đật cúi đầu xuống đất và thờ lại mà thưa rằng, Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, Xin hãy đi giữa chúng tôi, vì dân này là một dân cứng cổ. Xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp của Chúa. Đức Giê-hô-va phán rằng: Này, ta lập một giao ước trước mặt các dân sự của ngươi, ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất hay là nơi dân nào. Và toàn dân sự mà trong đó có ngươi sẽ xem thấy việc Đức Giê-hô-va, vì điều ta sẽ làm cùng ngươi là một điều đáng kinh khiếp. Hãy cẩn thận về điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Này, ta sẽ đuổi khỏi trước mặt ngươi dân Amorit, dân Canaan, dân Hethit, dân Phereshit, dân Hevit và dân Jebusit. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ mà ngươi sẽ vào, e chúng nó sẽ thành cái bẫy giữa ngươi chăng. Nhưng các ngươi hãy phá hủy bàn thờ đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó. Vì ngươi đừng sắp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà. Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó. E khi chúng nó hành dông cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần của chúng nó, có kẻ mời, rồi ngươi ăn của cúng họ chăng? Lại, đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi. E khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai ngươi cũng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng? Ngươi chớ đúc thần tượng. Ngươi hãy giữ lễ bánh không men. Nhằm kỳ tháng lúa trổ, hãy ăn bánh không men trong bảy ngày như ta đã truyền dặn ngươi. Vì nhằm tháng đó, ngươi ra khỏi xứ Egypto. Các con trưởng nam đều thuộc về ta, cùng các con đực đầu lòng của bầy súc vật ngươi, hoặc bò hoặc chiên cũng vậy. Nhưng ngươi sẽ bắt một chiên con hay là dê con mà chuột một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuột nó, ngươi hãy bẻ cổ nó. Ngươi sẽ chuột các con trưởng nam mình và chớ ai đi tay không đến chầu trước mặt ta. Trong sáu ngày, ngươi hãy làm công việc. Nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, dẫu mùa cày hay mùa gặt, ngươi cũng phải nghĩ vậy đầu mùa gặt lúa mì, ngươi hãy giữ lễ của các tuần lễ và cuối năm giữ lễ mùa màng. Thường năm ba lần, trong vòng các ngươi, mỗi người nam sẽ ra mắt Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Vì ta sẽ đuổi các dân khỏi trước mặt ngươi, ta sẽ mở rộng bờ cõi ngươi. Và trong khi ngươi lên ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mỗi năm ba lần, thì sẽ chẳng ai tha muốn xứ ngươi hết. Ngươi chớ dân huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men. Thịt của con sinh về lễ vừa qua, chớ nên giữ đến sáng mai. Ngươi sẽ đem dân hoa quả đầu mùa của đất sinh sản vào đền Jehovah là Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó. Đức Jehovah cũng phán cùng môi xe rằng, hãy chép các lời này, vì theo các lời này mà ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Israel. Môi xe ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh cũng không uống nước. Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là 10 điều răn. Khi môi xe tay cầm hai bản chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Nhưng Aaron cùng cả dân Israel nhìn môi xe thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần. Moses bèn gọi họ. Aaron cùng các hội trưởng đến gần, rồi nói chuyện cùng họ. Kế sau, cả dân Israel đến gần. Người truyền dặn các điều của Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình nơi núi Sinai. Moses thôi nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp che mặt mình lại. Khi Moses vào trước mặt Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài, thì dở lúp lên cho đến chừng nào lui ra. Đoạn ra nói lại cùng dân Israel mọi lời Ngài đã phán dặn mình. Dân Israel nhìn mặt Môi-se, thấy da mặt người sáng rực thì Môi-se lấy lúc che mặt mình cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Chương 35. Môi-se nhóm hết hội chúng Israel lại mà nói rằng: Đây là các việc của Đức Giê-hô-va đã phán dạy làm người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày. Nhưng đến ngày thứ bảy sẽ là một lễ thánh, tức là ngày sa bát biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm công việc trong ngày đó sẽ bị xử tử. Nhằm ngày sa bát chớ nổi lửa trong nhà nào của các ngươi hết. mô xe nói cùng cả hội chúng Israel rằng, đây là các lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta. Hãy lấy một lễ vật chi ở nhà các ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va hãy người nào có lòng thành dân cho, hãy đem lễ vật cho Đức Giê-hô-va, vàng, bạc và đồng, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, cây si tim, dầu thắp, các thứ hương liệu đặng chế dầu sức và hương thơm, bích ngọc và các thứ ngọc khác để dùng khảm cho e và bảng đeo ngực. Trong vòng các ngươi, Mấy người khôn ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đền tạm, trại và bông của đền tạm, móc, ván, xà ngang, trụ và lỗ trụ, hòm bản chứng và đòn khiên, nắp thi ân cùng màn che nơi chí thánh. Cái bàn và đòn khiên, các đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết, chân đèn, đồ phụ tùng, các đèn và dầu thắp đèn. Bàn thờ sông hương cùng đòn khiên dầu sức, hương liệu và bức màn cửa đền tạm. Bàn thờ dân của lễ thiêu và rá đồng, đòn khiên và các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng, bố vi che hành lang, trụ, lỗ trụ và bức màn của cửa hành lang, các nọc của đền tạm cùng nọc và dây của hành lang. Bộ áo lễ dùng về công việc trong nơi thánh. Bộ áo thánh cho Aaron, thầy tế lễ cả, và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ. Cả hội chúng Israel bèn lui ra khỏi mặt môi xe. Mọi người có lòng cảm động và mọi người có lòng thành đều đem lễ vật đến dân cho Đức Giê-hô-va để làm công việc hội mạc, các đồ phụ tùng và bộ áo thánh. Phạm người nam cùng nữ, tức mọi kẻ có lòng thành, đều đến đem những hoa tai, nhẫn, khâu, kiền, các thứ trang sức bằng vàng và hết thảy đều dâng lễ vật bằng vàng cho Đức Giê-hô-va. Kẻ nào ở nhà mình có chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ và da cá nược đều đem đến. Hễ ai có chi làm lễ vật bằng bạc hay bằng đồng đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va. Và hễ ai có cây suy si tim nơi nhà mình dùng hiệp về các công việc tế lễ đều đem đến. Phàm người đàn bà khéo thì chính tay mình kéo chỉ lấy và đem đến món chi họ đã kéo rồi. Chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai mịn. Còn mấy người đàn bà có cảm động và tài khéo thì kéo chỉ lông dê. Các bậc tôn trưởng trong dân sự đem bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm cho ê phót và bản đeo ngực, dầu thắp đèn, các hương liệu để chế dầu sức và dầu thơm. Cả dân Israel, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi mô se đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các lễ tình nguyện vậy. mô se nói cùng dân Israel rằng: Này, Đức Giê-hô-va đã kêu danh Bích sa lê ên con trai của Uri, cháu của Hú-rơ trong chi phái Giu-đa, Ngài phú cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và làm đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm các thứ ngọc, đặng chạm cây làm các đồ khéo léo. Ngài lại phú cho người, tài dạy dỗ, và cũng đồng ban cho Oholiab, con của Ahisha mạc trong chi phái đan nữa. Ngài phú cho hai người đó đầy sự khôn ngoan, đặng làm các công nghệ về thợ thêu, thợ dệt nhiều màu, tức là màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn, để bày ra và làm các thứ công nghệ khéo. Chương 36 Bích -sa ô -hô li Oholiab và các người khôn khéo, tức là người Đức Giê-hô-va đã phú cho sự khôn ngoan và sự thông sáng, đang làm các công việc định dụng về việc tế lễ nơi thánh, đều làm mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Vậy, Mô-xe bèn gọi Bích -sa ô -hô li Oholiab và các người khôn khéo mà trong lòng họ Đức Giê-hô-va phú sự thông sáng, cùng các người có lòng cảm động xuôi mình đến gần, đặng làm công việc. Trước mặt môi se họ thâu các lễ vật của dân Israel đã đem đến, để làm các công việc định dùng về sự tế lễ nơi thánh. Nhưng mỗi buổi sớm mai, dân sự lại đem đến lễ vật tình nguyện nữa. Thế thì, các người khôn khéo làm mọi công việc của nơi thánh đều tạm đình đến nói cùng môi se rằng, dân sự đem đến dư bội phần đặng làm các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Theo lệnh truyền của môi xe, họ bèn đi rao từ trại quân rằng bất kỳ người nam hay nữ chớ làm công việc về lễ vật của nơi thánh nữa. Vậy, họ cấm dân sự không cho đem đến chi thêm nữa hết. Vì đã đủ các vật liệu đặng làm hết thảy công việc cho đến đổi còn dư lại nữa. Các người khôn khéo trong vòng những người làm công việc dùng 10 bức màn bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ điều đỏ sậm theo hình cherubim cực xảo mà dựng đền tạm. Mỗi bức màn đều dài 28 thước rộng 4 thước các bức đều đồng cỡ nhau. Họ kết mỗi 5 bức màn dính lại nhau. Thắt vòng bằng chỉ tím nơi chuyên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên và cũng làm như vậy cho chuyên của bức màn ở nơi chót trong bức nguyên thứ nhì. Họ thắt năm chục vòng theo chuyên của bức màn ở đầu của bức nguyên thứ nhất và năm chục vòng theo chuyên bức màn ở chót của bức nguyên thứ nhì. Các vòng đối nhau. Đoạn chế năm chục cái móc bằng vàng, móc bức này với bức kia để cho đền tạm kết lại thành một. Kế đó, họ dùng lông dê kết 11 bức màn để làm bông trên đền tạm. Bề dài mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước. 11 bức màn đều đồng cỡ nhau. Họ kết 5 bức màn riêng ra và 6 bức màn khác riêng ra. Thắt 50 cái vòng nơi chuyên bức chót của bức nguyên thứ nhất và 50 vòng nơi chuyên bức ở đầu của bức nguyên thứ nhì. Làm 50 cái móc bằng đồng móc bức bông hiệp lại thành một. Họ cũng làm cho đền tạm một tấm lá phủ bằng dây chiên đực nhuộm đỏ và một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên. Họ dùng ván bằng cái si tim làm vách cho đền tạm. Mỗi tấm ván 10 thước bề dài, một thước rưỡi bề ngang. Mỗi tấm có hai cái mộng liên nhau. Cả ván đền tạm đều làm một cách. Vậy, họ làm ván cho đền tạm hai chục tấm về phía nam dưới hai chục tấm làm bốn chục lỗ mộng bằng bạc dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng để chịu hai cái mộng họ cũng làm hai chục tấm ván ở phía bắc đền tạm và bốn chục lỗ mộng bằng bạc dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng về phía đằng sau của đền tạm tức là phía tây họ làm sáu tấm ván và về hai góc sau thì làm hai tấm ván hai tấm ván góc ra khít với nhau từ dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. Hai góc hai bên đều làm như vậy. Thế thì, có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc, dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng. Họ làm 5 cây sàn ngang bằng gỗ si tim, cặp mấy tấm ván về phía bên này của đền tạm. 5 cây sàn ngang khác về phía bên kia và 5 cây sàn ngang khác nữa về phía sau đền tạm, tức là phía tây họ làm cây sàn ngang giữa đặng lòn qua thân giữa các tấm ván từ đầu này đến đầu kia và bọc vàng mấy tấm ván họ làm các khoen của ván bằng vàng đặng xỏ sàn ngang qua và bọc vàng các cây sàn ngang họ lại chế một bức màn bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu miệng theo hình cherubim cực xảo rồi làm bốn cây trụ bằng gỗ si tim bọc vàng cùng đinh bằng vàng đúc bốn lỗ trụ bằng bạc cho mấy cây trụ đó Họ cũng chế cho cửa vào trại một tấm màn bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Ấy là một công việc theo thùa. Họ cũng làm năm cây trụ cùng đinh, rồi bọc vàng trên đầu trụ và các cây nuông. Còn năm lỗ trụ thì bằng đồng. Chương 37 Đoạn Bessaleen đóng hòm bằng cây si tim, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi và bề cao một thước rưỡi người bọc vàng ròng bề trong và bề ngoài cùng chạy đường viền chung quanh. Đúc bốn cái khoen vàng đặng gắn bốn góc, hai cái bên hông này, hai cái bên hông kia. Người cũng chuốt các đòn bằng cái suy si tim bọc vàng, rồi xỏ đòn đó vào khoen hai bên hông, đặng khiên hòm. Người cũng làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi. Làm hai tượng cherubim bằng vàng đánh giác, để nơi hai đầu nắp thi ân. Một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia ló ra nơi hai đầu nắp. Hai cherubim xè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Người cũng đóng một cái bàn bằng cây si tim bề dài hai thước, bề ngang một thước, bề cao một thước rưỡi, bọc bằng vàng ròng và chạy một đường viền chung quanh lại cũng lên be cho tứ vi bàn cao chừng bốn ngón tay và chạy cho be một đường viền vàng. Người đúc bốn cái khoen vàng tra vào bốn góc tại nơi chân bàn. Các khoen ở gần nơi be để xỏ đòn vào đặng khiên bàn. Người chuốt đòn bằng cây suy tim bọc vàng đặng khiên bàn. Lại cũng lấy vàng rồng mà làm các đồ dùng bày trên bàn, dĩa, chén, ly và chậu để dùng làm lễ quán. Người cũng làm chân đèn bằng vàng rồng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu và cái hoa đều làm ra bằng vàng đánh giác. Hai bên thân đèn có sáu nhánh nứt ra, ba nhánh ở bên này và ba nhánh ở bên kia. Trong sáu nhánh nứt ra trên thân chân đèn, mỗi nhánh đều có ba cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng có bốn cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hệ cứ mỗi hai nhánh thì dưới có một cái bầu. Bầu và nhánh của chân đèn đều bằng vàng rồng nguyên miếng đánh giác. Người cũng làm bảy cái thép đèn, kéo bắt tim và đồ đựng tàn bằng vàng rồng. Người dùng một ta lân vàng rồng mà làm chân đèn và các đồ phụ tùng của chân đèn. Người cũng đóng một cái bàn thờ sông hương bằng cây si tim hình vuông, bề dài một thước, bề ngang một thước và bề cao hai thước. Bàn thờ có bốn sừng ló ra. Người bọc vàng rồng trên mặt bốn cạnh chung quanh và các sừng. Tứ vi cũng chạy đường viền vàng. Dưới đường viền đó, nơi hai bên góc, người làm hai cái khoen vàng để xỏ đòn đặng khiêng. Người chuốt đòn bằng cây si tim và bọc vàng người cũng chế dầu thánh để sức và hương thanh sạch bằng các hương liệu theo nghề thợ chế hương. Chương 38 Người cũng đóng bàn thờ về của lễ thiêu bằng cây si tim hình vuông, bề dài năm thước, bề ngang năm thước và bề cao ba thước. Người làm nơi bốn góc bàn thờ những sừng ló ra, bọc đồng. Rồi làm các đồ phụ tùng của bàn thờ bằng đồng, chảo nhỏ, vá, ảng, nĩa và bình hương. Lại làm một tấm rá bằng lưới đồng để dưới thành bàn thờ, từ chân lên đến ngang giữa và đúc cái khoen cho bốn góc rá lưới đồng đặng xỏ đòn khiên. Đoạn chuốt đòn khiên bằng cây si tim và bọc đồng, xỏ đòn vào khoen nơi hai bên bàn thờ đặng khiên bàn đi. Người đóng bàn thờ bằng ván, trống bỗng Người dùng các tấm gương của mấy người đàn bà hầu Việt nơi cửa hội mạc, chế ra một cái thùng và chân thùng bằng đồng. Người cũng làm hành lang. Về phía nam, mấy bức bố vi của hành lang bằng vải gai đậu miệng dài trăm thước, hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía bắc, cũng một trăm thước bố vi, hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc về phía tây, 50 thước bố vi, 10 cây trụ và 10 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía trước là phía đông, cũng 50 thước, nghĩa là bên hữu của hành lang 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Bên tả cửa hành lang cũng 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Hết thải bố vi của hành lang ở chung quanh đều bằng vải gai đậu mịn. Các lỗ trụ bằng đồng, đinh nuông bằng bạc và đầu trụ bọc bạc hết thảy trụ của hành lang đều nhờ có nuông bạc chấp với nhau tấm màn nơi cửa hành lang làm theo thùa bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn bề dài hai chục thước bề cao tùy theo bề khổ của vải năm thước đồng cỡ với bề cao của các bố vi chung quanh hành lang bốn cây trụ và bốn lỗ trụ bằng đồng đinh đồ bọc đầu trụ và những nuông đều bằng bạc. Các nọc của đền tạm và của hành lang chung quanh đều bằng đồng. Đây là sổ tổng cộng về đền tạm, là đền tạm chứng cớ theo lệnh truyền của môi se biểu người Lê Vi làm ra, nhờ y -ma, con trai của thầy tế lễ cả A-rôn cai quản. bê con trai Uri, cháu Hurer, thuộc về chi phái Judah, làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe, và kẻ giúp người là Ô-hô-li-áp, con trai A-hi-sa-mạc, thuộc về chi phái đan, làm thợ chạm, kẻ bài vẽ, thợ theo thùa bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và bằng chỉ gai mịn. Hết thải vàng, đã hiệp dùng vào các công việc nơi thánh, ấy là vàng dân, được hai mươi chín ta lân bảy trăm ba chục siết lơ, theo siết lơ của nơi thánh. Bạc, của mấy người hội chúng có kẻ sổ, tổng cộng được 100 ta lân 1775 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Hết thảy người nào có kẻ sổ từ 20 tuổi sắp lên, nghĩa là 603.550 người, mỗi người nộp nửa siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Vậy, phải 100 ta lân bạc đặng đúc các lỗ trụ của nơi thánh và lỗ trụ màng. 100 ta lân cho 100 lỗ trụ, tức một ta lân vào mỗi lỗ trụ. Còn 1775 siết lơ dư lại thì dùng làm đinh trụ, bọc đầu trụ và lấy nuông chấp các trụ với nhau. Đồng đem dân cộng được 70 ta lân 2400 siết lơ. Họ dùng đồng đó làm lỗ trụ của cửa hội mạc bàn thờ bằng đồng, rá bằng đồng, các đồ phụ tùng của bàn thờ, các lỗ trụ của hành lang chung quanh, các lỗ trụ của cửa hành lang, các nọc của đền tạm và các nọc của hành lang chung quanh. Chương 39 Họ dùng chỉ màu tím đỏ điều đỏ sậm mà chế bộ áo định cho sự tế lễ trong nơi thánh và bộ áo thánh cho A-rôn y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vậy, họ chế e phót bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Họ căng vàng lá ra, cắt thành sợi chỉ mà xen cùng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và chỉ gai mịn, chế thật cực xảo. Họ may hai đai vai e phót, đâu hai đầu dính lại. Đai để cột e phót, phía ngoài là nguyên miếng một y như công việc của e phót, bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và bằng chỉ gai đậu mịn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ khảm trong khuôn vàng các bích ngọc có khắc tên các chi phái Israel như người ta khắc con dấu. Họ để các ngọc đó trên đai vai Ephod đặng làm ngọc kỷ niệm về dân Israel y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế bản đeo ngực cực xảo như công việc Ephod bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và chỉ gai đậu mịn bản đeo ngực may lót hình vuông bề dài một em bang bề ngang một em bang họ nhận bốn hàng ngọc hàng thứ nhất ngọc mã não ngọc hồng bích và ngọc lục bửu hàng thứ nhì ngọc phỉ túy ngọc lam bửu và ngọc kim cương hàng thứ ba ngọc hồng bửu ngọc bạch mã não và ngọc tử tinh hàng thứ tư ngọc huỳnh bích ngọc hồng mã não và bích ngọc các ngọc này đều khảm vàng. Số ngọc là 12, tùy theo số danh của các con trai Israel. Mỗi viên ngọc có khắc một tên trong 12 chi phái Israel như người ta khắc con dấu. Đoạn, trên bảng đeo ngực, họ chế các sợi chuyền bằng vàng ròng đánh lại như hình dây. Cũng làm hai cái móc và hai cái khoanh bằng vàng, để hai khoanh nơi hai góc đầu bảng đeo ngực cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh đó, rồi chuyền hai đầu của hai sợi chuyền vào móc gài nơi đai vai ephod về phía trước ngực. Cũng làm hai khoanh vàng khác để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực về phía trong ephod. Lại làm hai khoanh vàng khác nữa để nơi đầu dưới của hai đai vai ephod về phía trước ở trên đai gần chỗ giáp mối. Họ lấy một sợi dây màu tím cột hai cái khoanh có bản đeo ngược lại cùng hai cái khoanh e phót. hầu cho nó dính với đai và đừng rớt khỏi e phót, y như lời đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe họ cũng chế áo dài của ephod bằng vải thường toàn màu tím cổ để trồng đầu vào ở về chính giữa áo như lỗ áo giáp có viền chung quanh cho khỏi tét nơi trôn áo thắt những cái lựu bằng chỉ xe mịn màu tím đỏ điều đỏ sậm lại làm chuông nhỏ bằng vàng rồng gắn giữa hai trái liệu vòng theo chung quanh trôn áo cứ một trái liệu kế một cái chuông nhỏ vòng theo chung quanh trôn áo dùng để hầu việc y như lời đức giê-hô-va đã phán dặn môi-se họ cũng chế áo lá mặt trong bằng vải gai mịn dệt thường cho Aaron cùng các con trai người, luôn cái mũ, đồ trang sức của mũ và quần lót trong đều bằng vải gai đậu mịn, cùng cái đai bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ điều đỏ sậm có thêu, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe. Họ cũng dùng vàng lá rồng chế cái thẻ thánh, khắc trên đó như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va, rồi lấy một sợi dây tím đặng cột để trên mũ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe các công việc của đền tạm và hội mạc làm xong là như vậy. Dân Israel làm y như mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe Họ đem đền tạm đến cho môi xe trại và các đồ phụ tùng của trại, nọc, ván, sàn ngang, trụ và lỗ trụ, bông da chiên được nhuộm đỏ, bông da cá nược và cái màng, hòm bản chứng và đòn khiên cùng nắp thi ân, bàn và đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết. Chân đèn bằng vàng ròng, thiếp đèn đã sắp sẵn, các đồ phụ tùng của chân đèn và dầu tháp, bàn thờ bằng vàng, dầu sức, hương liệu, tấm màn của cửa trại, bàn thờ bằng đồng và rá đồng, đoàn khiên, các đồ phụ tùng của bàn thờ, thùng và chân thùng, các bố vi của hành lang, trụ, lỗ trụ, màn của cửa hành lang, dây, nọc, hết thảy đồ phụ tùng về việc tế lễ của đền tạm. Bộ áo lễ đặng hầu việc trong nơi thánh, Bộ áo thánh cho Aaron thầy tế lễ cả và bộ áo của các con trai người để làm chức tế lễ. Dân Israel làm mọi việc này y như mạng lệnh của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Môi-se xem các công việc làm, thấy họ đều làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đoạn Môi-se chúc phước cho họ. Chương 40. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng ngày mùng 1 tháng giêng ngươi sẽ dựng đền tạm. Hãy để trong đó cái hòm bản chứng, rồi lấy màn phủ lại. Cũng hãy đem bàn đến, trưng bày các đồ trên bàn cho có thứ tự, cùng chân đèn và thắp các đèn. Cũng hãy để bàn thờ bằng vàng dùng sông hương trước hòm bản chứng, rồi sủ tấm màn nơi cửa đền tạm. Cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu đằng trước cửa đền tạm và để cái thùng ở giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, rồi đổ nước vào, lại chừa hành lang chung quanh và sủ tấm màng nơi cửa hành lang. đoạn ngươi hãy lấy dầu sức mà sức đền tạm và các đồ để trong đó, biệt riêng đền tạm và các đồ phụ tùng của đền tạm ra thánh thì sẽ làm thánh vậy. cũng hãy sức dầu bàn thờ về của lễ thiêu và các đồ phụ tùng của bàn thờ, rồi biệt riêng ra thánh thì bàn thờ sẽ làm rất thánh. cũng hãy sức dầu cho thùng và chân thùng biệt thùng riêng ra thánh đoạn hãy dẫn aaron cùng các con trai người đến gần cửa hội mạc rồi tắm họ trong nước ngươi hãy mặc áo thánh cho aaron sức dầu và biệt người riêng ra thánh vậy người sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta hãy dẫn các con trai người đến gần rồi mặc áo lá cho họ sức dầu cho như ngươi đã sức dầu cho cha họ thì họ sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta sự sức giàu sẽ phong cho họ chức tế lễ mãi mãi trải qua các đời. Môi-se làm y như mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Đến ngày mùng 1 tháng Giêng về năm thứ hai thì đền tạm đã dựng. Môi-se dựng đền tạm, để mấy lỗ trụ, đóng ván, thả xà ngang và dựng trụ. Người căng bông trên đền tạm rồi trải lá phủ bông lên trên, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đoạn, người cũng lấy bản chứng để trong hòm, xỏ đòn khiên vào để nắp thi ân lên trên hòm. Người khiên hòm vào đền tạm và treo màn để che chỗ chí thánh, phủ hòm bản chứng lại, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe. Người cũng để cái bàn trong hội mạc về phía bắc đền tạm ở ngoài bức màn, rồi sắp một hàng bánh ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va, y như lời Ngài đã phán dặn môi xe để chân đèn trong hội mạc về phía nam đối diện cùng cái bàn. Người thắp đèn trước mặt Đức Giê-hô-va y như lời Ngài đã phán dặn môi xe để bàn thờ bằng vàng trước bức màn trong hội mạc. Trên đó, người sông hương, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe Người cũng sủ màn nơi cửa đền tạm. Đoạn, người để bàn thờ về của lễ thiêu nơi cửa đền tạm Dân trên đó của lễ thiêu và của lễ chay, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, cũng để thùng về giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, cùng đổ nước vào đặng tắm rửa. Môi-se, A-rôn cùng các con trai của A-rôn rửa tay và chân mình vào đó. Khi nào họ vào hội mạc và lại gần bàn thờ thì rửa mình, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Chung quanh đền tạm và bàn thờ người cũng chừa hành lang và sủ màn nơi cửa hành lang. Ấy, môi làm xong công việc là như vậy. Áng mây ba phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm cho đến đổi môi vào chẳng đặng, vì áng mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm. Và trong các sự hành trình của dân Israel, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra đi. Còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không đi, cho đến ngày nào án mây ngự lên. Vì trong các sự hành trình của dân Israel, thì án mây của Đức Giê-hô-va ở trên đền tạm ban ngày, và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Israel.